Nói điều này nghe mắc cỡ, tại con nít bên Tây nó nghỉ hoài à. Một năm nó có tới 4 năm kỳ nghỉ lận. Tính luôn cái kỳ nghỉ hè là kỳ nghỉ thứ năm, là kéo dài tới 2 tháng. Còn lại thì trong năm, các anh chị biết là cứ mỗi mùa nó nghỉ mất 2 tuần. Thành ra, nhưng mà thôi kệ nó, mình cũng nói đi cho nó văng vẻ văng vần ha. Mùa hè đến thì phải nghỉ ngơi thôi, phải dẫn con cái đi chơi sau một năm miệt mài học tập thôi. Xin thưa với các anh chị, cái ca khúc vừa rồi mà anh Chi mời các anh chị nghe đó được mang tên là Chúng Đi Buôn, của một người nhạc sĩ chuyên về cái dòng nhạc đấu tranh theo cái thể loại, cái phong cách Yuka ở bên Úc Châu, đó là nhạc sĩ Phan Văn Hưng, là một cái người nhạc sĩ mà anh Chi rất là kính trọng và rất là yêu mến. Thì cái ca khúc Chúng Đi Buôn vừa rồi đó được hợp ca bởi các cái giọng ca nam của SPTN. Chúng ta thấy có tiếng đàn của Quốc Khanh, có tiếng hát của Nguyên Khang, Mai Thanh Sơn, Nhật Lâm, Đoàn Phi, Huỳnh Phi Tiễn, vân vân, và có những cái gương mặt khác mà anh chị không có kịp nhìn, không không có nhớ hết tên. Thì đại khái rằng là các anh chị cũng biết đây là những cái người ca sĩ góp mặt ở trong Asia trước đây, trung tâm Asia trước đây, và sau này là cộng tác rất là thường trực với nhạc sĩ Trúc Hồ của đài SPTN. Sự thật ra đó các anh chị biết không, anh chị thấy cũng có những cái nguồn, những cái chiều dư luận công kích nhạc sĩ Trúc Hồ lẫn cái trung tâm truyền hình SPTN của ông. Nói thật sự với các anh chị là trước những cái cuộc công kích như vậy đó, anh chị không cần nghe cái nội dung. Tức là chúng ta thấy có người này, người kia, người nọ, có ông này, bà kia, bà nọ, có rất nhiều người, họ có cái quyền biểu đạt cái suy nghĩ của họ, cái quan điểm của họ, cái cách nhìn của họ, thì cái điều đó là tự do của mỗi cá nhân. Tuy nhiên là những cái video mà phân tích, ví dụ như phân tích Trúc Hồ thế này, phân tích Trúc Hồ thế kia, phân tích cái đường lối hoạt động của SBTN thế nọ, thế này thế kia thế nọ đó, nói thật với các anh chị rằng là anh chị không có quan tâm tới cái nội dung mà họ trình bày. Nghĩa là họ muốn nói gì cũng được, bởi vì đối với anh chị mà nói những cái điều đó nó không có quan trọng và nó không có thật sự là thu hút cái sự quan tâm chú ý của anh chị. Bởi vì nội một cái chuyện duy nhất á, mà anh chị cảm thấy chấp nhận được á, nội một cái chuyện duy nhất thôi mà anh chị cảm thấy chấp nhận được ở nhạc sĩ Trúc Hồ và cái đài truyền hình SBTN của ông đó, được điều hành dưới thí dụ như nhạc sĩ Trúc Hồ ha, rồi chị Diệu Quyên là hiền thê của ông chẳng hạn vậy, thì anh chị thấy rằng là cái điều duy nhất mà nó khiến cho anh chị có thể chấp nhận được đó là dưới tay ông đó, hay là theo cái con đường mà ông lựa chọn đó, thì những cái người văn nghệ sĩ, những cái người ca sĩ, họ chịu hát những cái bài nhạc đấu tranh và họ chịu lên tiếng trước những cái tệ nạn bất công ở trong cái xã hội Việt Nam, và họ chịu tham gia những cái chương trình hát để mà yểm trợ cái phong trào đấu tranh cho đồng bào tại quốc nội. Nội một cái chuyện đó thôi là đủ để cho anh chị thấy rằng là đó là cái điều mà chúng ta đang cần ở tại cái thời điểm này. Và nội cái điều đó thôi là đủ để cho anh chị chấp nhận rồi. Còn những cái chuyện khác đó, những cái chi tiết khác hay những cái chuyện sâu xa khác, thật sự là anh chị không quan tâm. Nó không hấp dẫn mình, còn nói thẳng ra là như vậy. Ví dụ như có những cái video clip của những người họ lên tiếng, họ phản đối điều này, họ bất bình điều kia, họ không đồng tình điều nọ, họ họ mổ xẻ thế này, họ phân tích thế kia, sự thật thì tất cả những cái chuyện đó ở trong cái thời điểm này thì anh chị không có mấy bận tâm. Đó là lý do anh chị không có quan tâm lắm, bởi vì nội cái chuyện mà những cái người ca nhạc sĩ mà cộng tác với Trúc Hồ lẫn cái đài truyền hình SBTN đó, mà chịu bày tỏ cái thái độ, chịu bày tỏ cái chính kiến,
chịu bày tỏ cái quan điểm, chịu lên tiếng cho cái các cái vấn nạn, tệ nạn đang diễn ra hoành hành tại Việt Nam, thì em chỉ thấy nổi cái điều đó thôi đã là rất tốt rồi đó. Bởi vì chúng ta nhìn thấy những cái ca sĩ của những cái trung tâm khác, hay là những cái ca sĩ hoạt động một cách tự do không thuộc trung tâm nào, từ trong nước tới hải ngoại, các anh chị thấy chúng ta đếm ở trên đầu ngón tay được mấy người mà dám thẳng thắn mà bày tỏ cái thái độ, cái chính kiến, cái quan điểm và lập trường của mình trước cái công cuộc chung của đất nước đang rất là cần chúng ta. Thành ra anh chị thấy nổi cái chuyện rằng là những cái người ca nhạc sĩ đó mà cộng tác với nhạc sĩ Trúc Hồ, cộng tác với cái trung tâm SBTN, mà họ chịu bày tỏ cái quan điểm chính kiến, lập trường chính trị rõ ràng, và họ phản đối bạo cường, bạo quyền, bất công bất cập ở trong cái đất nước Việt Nam, mà nhiêu đó là anh chị cảm thấy là tốt rồi đó, là chấp nhận được trong cái giai đoạn này. Đó là lý do mà các anh chị nói với anh chị về Trúc Hồ thế này, hay là Việt Khang thế kia, hay là người nọ thế nọ, thì cái lý do anh chị không trả lời các anh chị ha là như vậy. Thì anh chị thể hiện với các anh chị cái suy nghĩ của anh chị trong cái vấn đề này. Bởi vì anh chị nói thật là còn mong mỏi rằng là không riêng gì các anh chị em ca nhạc sĩ cộng tác với Trúc Hồ và SBTN, mà anh chị mong rằng tất cả những anh chị em ca nhạc sĩ cộng tác với Asia, cộng tác với Thúy Nga, cộng tác với Vân Sơn, với Làng Văn, với Rạng Đông, với Bến Thành, với Kim Lợi Studio, tất cả những cái anh chị em mà thuộc trong cái lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, giải trí đó, những cái anh chị em mà ít nhiều có cái ảnh hưởng của mình với khán giả, với số đông đó, thì mong rằng là các anh chị em quan tâm tới cái hiện tình đất nước và bày tỏ cái quan điểm, chính kiến, cái lập trường của mình cho thật là rõ ràng và thẳng thắn. Và các anh chị chia sẻ cái điều đó với những cái fan hâm mộ của mình, với những cái người họ yêu quý mình. Mình dùng cái, thực ra thì anh chị không có dùng cái chữ rằng là hãy dùng cái ảnh hưởng của mình với đám đông. Bởi vì như vậy nó cũng đâu đó nó áp đặt và nó có vẻ như nó lèo lái. Nhưng mà mình chia sẻ những cái gì mà lương tâm mình cảm thấy đúng đắn, và mình hướng những cái người yêu mến mình cũng có cùng một cái mối quan tâm giống như mình, thì đó là một cái điều tốt. Đó là cái điều mà anh chị còn mong mỏi và luôn luôn kêu gọi đối với những cái anh chị em ca nhạc sĩ cộng tác với bất kỳ trung tâm nào, nếu mà còn cái lương tâm thì còn cái lương tâm là phải lên tiếng thôi. Cho nên cái việc mà các anh chị chia sẻ với anh chị về những cái gì đó, thì sự thật, nói thật với các anh chị là anh chị không có bận lòng. Bởi vì nội một cái chuyện họ làm được với cái dàn ca nhạc sĩ của họ là cũng là cái điều đáng nể rồi đó. Phải như vậy chứ. Chứ làm sao mà có thể mà hưởng thụ, mà vui chơi, mà ca hát trong khi cái hiện tình đất nước của mình nó bi thảm như vậy. Nó bi thảm như vậy. Rồi ở ngoài này thì các anh chị thấy đồng bào hải ngoại người ta cũng đi làm cày bừa cực khổ vậy, phải không? Mà người ta ghi góp từng đồng để mà người ta đóng góp vào cái công cuộc chung, người ta yểm trợ cho cái phong trào đấu tranh tại quốc nội. Thì các anh chị thử nghĩ rằng là những cái người ca nhạc sĩ nở lòng nào mà bày trò làm show để mà ăn tiền của người hải ngoại, xong rồi vẫn kêu là vẫn bình chân như vậy, thậm chí là vẫn ngậm tâm như hến, không có một cái bày tỏ gì hết, rồi lại còn chạy về mà cộng tác với cái nhà cầm quyền cộng sản, tiếp tay cho họ một cách ngu xuẩn, không phân biệt được đâu là những cái nghị quyết, nghị định mà cái đảng cộng sản nó ấp ủ để mà nó dùng mình giống như những cái con cờ để mà thực hiện những cái mưu đồ, ví dụ như xâm nhập vào cái đời sống của cộng đồng người Việt tại hải ngoại, đại khái như vậy. Hôm nay á, các anh chị hỏi anh chị có chủ đề gì, thì thú thật với các anh chị là
chỉ được một vài bạn thăm viếng hỏi han mấy ngày hôm nay và bảo rằng là chị ơi, tại sao mà chị cứ suốt ngày mà nói chuyện chính trị rồi mệt đầu quá, căng thẳng quá. Thôi nghỉ nói chuyện chính trị một bữa đi. Các anh chị có nhớ cái hôm mà anh Chi đi ra biển, đại khái anh Chi đang đi chơi ở dưới miền Nam, rồi anh Chi cũng livestream với các anh chị coi phố phường, những cái di tích lịch sử, rồi biển, rồi đại khái là anh Chi cũng có một hai lần gì đó làm livestream cho các anh chị thấy trong cái chuyến đi của mình. Có bạn nói tại sao mà cái gì chị cũng lồng chính trị vào trong đó, cái gì chị cũng nói móc nói mỉa rồi đá xéo đảng cầm quyền, đại khái như vậy. Nghe nó mệt mỏi lắm, đi chơi thì relax đi cho nó vui vẻ, đại khái như vậy. Thì em muốn rằng là đừng nói chuyện chính trị nữa. Thế thì ngày hôm nay mình không nói chuyện chính trị nữa, nhưng mà mình không chính trị thì mình nói chính em. Mến chào tất cả các anh chị vừa mới vào ha ha. Một lần nữa anh Chi tổng chào cả nhà Facebook. Thì bây giờ vậy, trước khi mình nói chuyện chính em á, thì để anh Chi tường thuật lại sơ sơ một chút trong cái chuyến đi viếng mộ của Nam Phương Hoàng hậu. Bởi vì có những cái em nhỏ và thậm chí có cái chị đó hả, bà Bảy bán bánh mì đó, có vào comment hỏi Nam Phương Hoàng hậu là ai, quan hệ thế nào với vua Bảo Đại, hay là đại khái là chỉ là một cái người không có cái cơ hội hay không có cái dịp, không có cái điều kiện để mà tìm hiểu tiếp xúc với lịch sử. Chị tự nhận mình là một cái người thua thiệt. Bà Bảy bán bánh mì là một cái người anh chị rất là quý mến ha các anh chị. Bà Bảy bán bánh mì là một cái người mà theo dõi cái livestream khôi phục tâm thức Việt của anh Chi từ những cái số đầu tiên hết đó. Và cái lúc đầu với cái kiểu chân chất thật thà của một cái chị bình dân lao động, lúc đầu anh Chi cũng hơi hơi bị sững sờ một chút trước một vài cái câu hỏi của chị đó. Nhưng mà càng về sau thì anh Chi càng quý mến chị và rất là mến chị ha. Livestream nào cũng mong có mặt của chị Bảy, mặc dù là một cái người lao động bình dân, ít học, viết chính tả sai lên sai xuống. Nhưng mà khi mà các anh chị đọc những cái comment của chị Bảy đó, thì các anh chị sẽ thấy cái tâm tình của một cái người mà thuộc về cái đất nước đó, luôn có cái quê hương, cái tổ quốc, cái đồng bào ở trong tim. Thì các anh chị sẽ thấy cái sai chính tả của chị Bảy bán bánh mì đó, nó khác hoàn toàn so với cái sai chính tả của những cái em tay sai làm việc cho ban tuyên láo. Thì anh Chi còn nhớ cái kỷ niệm đầu tiên hết, cái dấu ấn đầu tiên hết á, mà nó làm cho anh Chi hồi mặt kia, có nghĩa là nó làm cho anh Chi chú ý tới cái chị Bảy bán bánh mì này á. Cái dấu ấn đầu tiên á, đó là cái câu hỏi chị Bảy bán bánh mì hỏi anh Chi: em có sửa mũi không? Em có độn cằm không, hay em có sửa mũi gì không? Đó là cái câu hỏi đầu tiên mà chị viết comment, chị viết bình luận một cách công khai. Thì đó là tại vì các anh chị biết, khi mà mình làm livestream, khi mà mình lên diễn đàn đó, thì ở trên này có một mình nói, nhưng mà thực ra thì comment bình luận rất nhiều, người nghe, người coi, người này kia rất là nhiều không. Thì làm sao mà mình có thể mình nhớ hết, mình kêu là cái gì, xài chữ Việt cộng, làm sao mà mình ấn tượng được hết không, phải 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 tức là làm sao mà mình biết hết, mình ghi nhớ hết mọi người được. Chỉ có một những cái gì đó mà nó ấn tượng dữ lắm, ví dụ như đồng chí Tạ Biên Cương, là lúc đó là rất là thường xuyên vào để mà tranh luận lý lẽ, tại vì thấy anh Chi là một người mới, nghĩ rằng là bản lĩnh chính trị còn kém cỏi, thành ra vào đây tranh luận với anh Chi bằng những cái luận điệu. Nhưng mà anh Chi thừa nhận với họ ngay từ đầu, anh Chi là một cái người lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, thành ra cái kiến thức của anh Chi rất là bọc bèo. Tuy nhiên cái diễn đàn là một cái sân chơi, một cái cơ hội để mà tất cả những cái anh chị em, cô dì chú bác, những cái người mà nhiều kiến thức hơn anh Chi tham gia, để giúp cho anh Chi học hỏi thêm đó.
thì lúc đó Tạ Biên Cương, Huỳnh Thanh Phong rồi Dương Vy rồi nhiều lắm các cái bạn bên bên Tuyên Láo vào gọi là tấn công anh Chi bằng luận điệu chứ không phải bằng chửi bới. Thì anh Chi luôn luôn có những cái cô dì chú bác giúp đỡ anh Chi vậy. Thì cái điều mà nó làm cho anh Chi ghi nhớ chị Bảy bán bánh mì là chị Bảy hỏi anh Chi có sửa mũi không. Cái anh Chi còn nhớ rằng là anh Chi trả lời chị cũng bình thường thôi. Anh Chi gửi cho chị xem hình gia đình mình, bố mình rồi con cái, nói bố em cũng sửa mũi, con em cũng sửa mũi, rồi cười hi 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 vậy đó. Mà bắt đầu từ đó là mình để ý một cái người khán giả ở trên cái diễn đàn của mình. Nhưng mà các anh chị biết là càng về sau anh Chi càng rất là mến chị Bảy bán bánh mì. Chị Bảy bán bánh mì rồi. Tại sao dông dài một chút để kể cho các anh chị nghe rằng là những cái đối tượng tham gia diễn đàn của mình nó rất là phong phú các anh chị, nó phong phú lắm, mình có đủ mọi thành phần hết á. Và trong một cái xã hội nó phải là như vậy hả, mình không có giống như ai mà mình phân biệt hả? Đảng viên chơi với đảng viên không phải vậy. Thì hôm rồi chị có thắc mắc về Hoàng hậu Nam Phương khi mà anh Chi có đi đến viếng mộ của Hoàng hậu Nam Phương tại cái làng Chabrignac, miền Nam nước Pháp, cách Paris khoảng 470 cây số đi về hướng Nam. Anh Chi đi viếng mộ của bà. Khi mà anh Chi đến nơi thì nó cũng là 7 giờ mấy, 8 giờ tối rồi. Làng xã rồi đường phố vắng hoe hết, không còn ai hết á. Không còn ai hết. Thì anh Chi bứt mấy cái bông hoa người ta trồng ở hàng rào ven đường rồi vậy đó, anh Chi bứt tạm vài cái bông hoa đến viếng thăm mộ bà. Thì bà là con gái của một cái gia đình có đạo và gọi là một cái gia đình kêu là cái gì hè? Một cái gia đình gọi là một cái gia đình địa chủ hay là một cái gia đình rất là giàu có, gia đình công giáo. Thì Hoàng hậu Nam Phương là cháu ngoại của ông huyện sĩ. Ủa, cô bé bán bánh mì cũng có hỏi chị anh chị có sửa mũi không hả? Cái này chị không nhớ nha. Cô bé bán bánh mì thì dễ thương lắm. Cô bé bán bánh mì thì hay hỏi chị về về thơ, về nhạc, về này về kia. Nhưng mà anh chị ấn tượng là chị Bảy bán bánh mì là hỏi anh chị sửa mũi với độn cằm không, anh chị tức cười quá chừng luôn. Thôi để quay trở lại, mình sơ lược qua một chút xíu thôi về 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 Hoàng hậu Nam Phương. Thì Hoàng hậu Nam Phương là con của ông Nguyễn Hữu Hào và cháu của ông huyện sĩ đó. Ông huyện sĩ là cái người mà xây cái nhà thờ huyện sĩ ở ngay cái đường Bùi Thị Xuân ở trong quận nhất ở Sài Gòn đó ha. Thì bà là con gái của một cái gia đình giàu có, danh gia, rất là sùng đạo. Bà được gửi đi học bên Pháp từ nhỏ, bà học trong Couvent des Oiseaux, học với các bà sơ, rồi đại khái là một cái người rất là ngoan đạo. Thì khi mà bà về á thì bà được hình như quan toàn quyền Pháp hay cái gì anh chị quên rồi, giới thiệu bà với ông Bảo Đại. Các anh chị biết là ông vua Bảo Đại là cái vị hoàng đế cuối cùng của Việt Nam. Ông Nguyễn Hữu Hào là một trong ba người giàu có nhất Nam Bộ, gọi là ông Phú Hào hả? Dạ cảm ơn ha. Những cái anh chị cô chú bác nào mà có hiểu biết về cái kiến thức lịch sử thì xin chia sẻ lên đây để cho bà con trên diễn đàn được đọc. Anh chị cũng có đây nhưng mà sợ đọc mất thời gian. Thì khi mà bà lấy ông Bảo Đại đó, vua Bảo Đại, để các anh chị biết rằng là hình như là trong cái triều đại nhà Nguyễn 9 đời chúa 13 đời vua, không biết anh chị nhớ có đúng không? Thì Nam Phương là Hoàng hậu Nam Phương là cái người duy nhất được phong cái tước hoàng hậu. Bởi vì nếu anh chị nhớ không lầm là trong bao nhiêu đời chúa, bao nhiêu đời vua của cái triều đại cuối cùng nhà Nguyễn đó thì không có một bà nào
bà nào cũng được phong là thứ phi là gì gì đó, chứ không có bà nào được phong là hoàng hậu đâu. Thì Nam Phương á, là cái người duy nhất được ông vua Bảo Đại gọi là phá rào, kêu là vượt qua những cái phong tục tập quán trong cái dòng tộc của ông, vua Bảo Đại lần đầu tiên sắc phong cho Nam Phương làm hoàng hậu, gọi là vợ chính thức, là vợ chính đó, là chánh cung đó, là vợ cả rồi, cái tức là phong cho bà cái tước tước là hoàng hậu. Chứ trước tới giờ trong những cái triều đại trước của triều nhà Nguyễn thì không có hoàng hậu, thì coi như bà là cái vị hoàng hậu đầu tiên của đầu tiên mà cũng là cuối cùng của cái xứ An Nam, của cái đất nước Việt Nam, nhưng mà là cái hoàng hậu đầu tiên của trong cái triều đại nhà Nguyễn. Thì các anh chị biết rằng là khi mà anh chị đọc nhiều về cái triều đại nhà Nguyễn đó, với cái trình độ kiến thức rất là hạn hẹp của mình đó, bởi vì các anh chị biết rằng là dưới cái mái trường xã hội chủ nghĩa đó, thì người ta không có dạy cho mình lịch sử nhiều ha. Người ta cái thời của anh chị là còn đỡ lắm đó. Thời của anh chị là còn được học lịch sử, mặc dù là sơ sài bọt bèo thôi nhưng mà cũng còn được học, còn hơn là cái đời con cháu của anh chị bây giờ ha, là gần như chẳng còn được học lịch sử nữa đâu ha. Thì trong cái trí nhớ còn sót lại của anh chị ở cái tuổi thơ mà đi học lịch sử dưới cái mái trường xã hội chủ nghĩa đó, thì tất cả những cái gì mà nó liên quan tới triều đại nhà Nguyễn đó đều là xấu xí, đều là xấu xa, đều là tồi bại, đều là tàn ác, đều là, tức là cái triều đại phong kiến nhà Nguyễn là một cái triều đại rất là tệ hại. Chính vì cái điều đó mà nó dẫn đến một cái đất nước Việt Nam suy cùng, suy kiệt, tàn tạ. Để rồi từ đó đó, cái Đảng Cộng sản xuất hiện như là một cái ánh dương, như là một cái cứu cánh cho cả cái dân tộc này. Đó là trong cái trí nhớ của anh chị ha. Được học lịch sử dưới cái mái trường xã hội chủ nghĩa, anh chị học như vậy. Thành ra khi mà anh chị học về cái vị vua cuối cùng á của Việt Nam á, vị vua cuối cùng kêu là vị hoàng đế cuối cùng của cái triều đại Nguyễn, đó là ông vua Bảo Đại đó, thì cũng là một cái ông vua với một cái hình tượng trời ơi nó tồi tệ, nó tồi tệ, không còn cái gì tồi tệ hơn hết đó. Cảm ơn anh Cường Ngọc, Cường Vũ. Hoàng hậu Nam Phương á, khi mà lấy vua Bảo Đại đó, thì các anh chị thấy rằng là đây là lần đầu tiên ha, một cái người nữ nhân mà gọi là theo một cái đạo đạo Công giáo. Đạo Công giáo là cái đạo được du nhập vào Việt Nam mình khoảng năm 1858 nếu anh chị nhớ không lầm. Thì bà theo đạo Công giáo và bà là cái người coi như là vị vua Bảo Đại. Các anh chị phải thấy ha, có những cái chi tiết mà người ta không có nói, hoặc là người ta cố tình người ta bẻ cong bẻ cớn đi, nhưng mà các anh chị thấy là một cái vị vua, vua là thiên tử chứ gì, một cái vị vua, dẫu gì một cái vị vua hồi giờ các anh chị nhìn trong mấy ngàn năm lịch sử của mình, vị vua là con trời, là thiên tử, là thế này thế kia, thì các anh chị đã thấy trong một cái truyền thống của cái triều đại Nguyễn, có bà nào được phong hoàng hậu, có bà nào mà theo đạo Công giáo, một cái đạo của ngoại quốc không? Nhưng mà vua Bảo Đại đó, khi mà gặp hoàng hậu Nam Phương đó, ông rất là yêu thương bà và ông đồng ý làm lễ cưới với bà ở trong tòa thánh Vatican theo cái nghi thức Công giáo, và đồng ý với bà trong cái chuyện rằng là chỉ có một chồng một vợ mà thôi. Tại vì ông, nếu ông không đồng ý cái điều kiện đó thì Nam Phương không có lấy ông. Điều này anh chị có đọc được, anh chị có đọc thấy rằng là khi mà một cái vị quan hình như toàn quyền của Pháp hay là đại khái là một cái vị tướng gì của Pháp giới thiệu bà cho ông vua Bảo Đại, thì ông vua Bảo Đại ưng ngay, bởi vì bà là một cái người đẹp, sang cả, lại là một cái người có trình độ Tây học,
cũng cùng kêu là cùng cái niveau, cùng cái gì đó với vua, không phải chỉ về vấn đề đẹp không mà về trình độ học vấn, về kêu là tâm hồn, về hiểu biết. Chính vì vậy mà vua Bảo Đại đồng ý làm hôn lễ với bà, cử hành hôn lễ với bà theo nghi thức Công giáo, làm lễ cưới tại Tòa Thánh Vatican, và đồng ý cái nguyên tắc là một vợ một chồng. Các anh chị có thấy có một ông vua nào trong cái triều đại phong kiến mà chấp nhận những cái điều khoản đó không? Bây giờ mình nói tới một cái người đàn ông, một cái người đàn ông bình thường thôi á, dĩ nhiên cái thời bây giờ, nhưng mà còn cái thời ngày xưa, một ông có vợ cả, vợ vợ nhì, vợ ba, vợ bé, vợ lẻ là cái chuyện cũng khá là bình thường trong cái xã hội phong kiến ngày trước. À, đúng không? Huống chi là một ông vua năm thê bảy thiếp, tam cung lục viện, ví dụ như vậy. Thì một ông vua mà có cả ngai vàng, có cả thiên hạ trong tay mình, yêu thương một cái người phụ nữ, đồng ý kết hôn với bà theo cái luật văn minh và cái luật của Thiên Chúa, một chồng một vợ, chỉ cho đến khi mà chồng vợ của mình qua đời thôi. Thì các anh chị thấy nội cái chi tiết đó thôi, nó cũng nói lên cái điều gì ở cái con người ông vua Bảo Đại. Nhưng mà các anh chị biết rằng sách vở được viết lại bởi bên thắng cuộc á, họ có viết theo cái tinh thần đó đâu. Trong khi mình á là cái người đời sau rồi, là cái người của thế kỷ 21 rồi, thì khi mà mình nhìn nhận một cái vấn đề, mình dùng cái não của mình, dù cho cái não của mình nó bé bằng trái nho hay là trái cóc, thì mình cũng cũng phải suy nghĩ theo cái khả năng hạn hẹp của mình chứ. Tất cả những cái hình ảnh đó mà anh Chi đọc được về ông Bảo Đại đó, hồi nhỏ mình học về ổng đã tồi tệ, đã xấu xa rồi. Sau này khi mà mình lớn lên mà mình quan tâm hơn á về lịch sử, mình tìm, mình đọc những cái tài liệu á, thì các anh chị biết rằng cái bọn đĩ bút, bồi bút, lều báo đó, nó cũng viết theo một cái luận điệu như vậy. Mà anh Chi cảm thấy rất là tức giận khi mà cố vấn Vĩnh Thụy, các anh chị thấy họ viết về vua Bảo Đại đó, ít ra đó thì cũng phải gọi hoàng đế cuối cùng của Việt Nam, hay vua Bảo Đại hay như thế nào, phải không? Tại vì dầu gì đi chăng nữa thì nó cũng là lịch sử mà. Còn cái chuyện mình thích hay không thích, giống như bây giờ anh Chi nói ví dụ thôi nha, thích hay không thích ông vua Louis 14 của Pháp thì cũng vẫn phải là ông vua Louis thứ 14 của Pháp. Chứ đâu thể nào anh Chi kêu thằng Louis 14 được. Hay là kêu cái ông gì đó đó, kêu tên cái tên cũ của người ta ra được. Nhưng mà các anh chị thấy, các anh chị đa phần khi các anh chị lên trên internet á, mà các anh chị gõ vô là hoàng hậu Nam Phương và cái vị hoàng đế cuối cùng của Việt Nam chẳng hạn, các vị sẽ thấy rằng là họ viết rằng là cố vấn Vĩnh Thụy, kêu tên cúng cơm, tên cái, tên cũ người ta ra như vậy, gọi là cố vấn Vĩnh Thụy. Anh chị thấy đó là một cái hành động, một cái việc làm rất là sất lão với tiền nhân. Tại vì nói thật với các anh chị đó, cái lịch sử ngày hôm nay mà chúng ta đang có đó, nó được bẻ cong, nó được viết lại bởi cái bên được cho là thắng cuộc. Và khi như vậy họ viết như thế nào chỉ có, thì đã bảo là bên thắng cuộc nó viết lịch sử, thì các anh chị nghĩ mà gặp cái bên thắng cuộc là cái bên mà vô học, vô thần là cái bên mà nó không phải là người, thì các anh chị nghĩ rằng là nó sẽ tôn trọng lịch sử như thế nào? Ví dụ như anh chị được biết á, bởi vì anh chị đọc những cái tài liệu của Pháp chẳng hạn, thì khi đó họ viết về cái vị kêu là hoàng đế cuối cùng của Việt Nam đi, là ông vua Bảo Đại. Họ viết rằng á, mặc dù đó ông là một thanh niên được nhà nước Pháp nuôi dưỡng từ bé, được nhà nước Pháp kêu là nuôi dạy á, từ bé đến lớn theo cái tiêu chí của thực dân, kiểu như là
Các anh chị biết rằng là khi mà người Pháp họ vào Việt Nam mình, họ đô hộ, họ họ thiết lập cái chế độ thực dân, thì những cái ông vua của mình họ cũng tìm cách họ manipulate, có nghĩa là họ họ lèo lái, họ dẫn dắt, và họ thường bắt những cái vị hoàng tử nhỏ đó kêu là cho đi học ở bên Tây ha, dung dưỡng nuôi dưỡng ở bên Tây. Thực tế là cái gì? Là họ đào tạo một cái ông vua lớn lên theo cái hướng họ muốn, để làm gì? Để họ vẫn có thể tiếp tục áp đặt cái chế độ thực dân để họ cai trị mình. Thì ông vua Bảo Đại cũng vậy. Ông vua Bảo Đại cũng được nhà nước Pháp đem qua bên Tây từ nhỏ, rồi cũng nuôi dưỡng ông, hướng ông, giáo dục ông theo cái kiểu mà người Pháp họ đã có tính toán. Nhưng mà các anh chị thấy rằng á, một cái con người mà họ còn ý thức được họ là người dân Việt Nam, họ là con dân của Việt Nam, thì các anh chị xem á, cái hồn thiêng sông núi của Việt Nam đó, nó vẫn ở trong cái dòng máu đó. Bởi vì khi anh chị đọc thấy rằng Hoàng đế Bảo Đại đó, tuy rằng là được nhà nước Pháp nuôi dưỡng từ nhỏ chí lớn ha, ảnh hưởng cái lối giáo dục, cái tư tưởng, cái mentality, cái mentality kêu là cái gì hả? Kêu là cái tư tưởng hả? Đại khái là ông rất là Tây, ông một cái người bình thường, học Tây học, ông có một cái lối sống, cái cách suy nghĩ, ông cũng rất là Tây. Tuy nhiên á, theo những cái gì mà anh chị đọc được đó, thì anh chị thấy rằng cái khuynh hướng của ông vua Bảo Đại đó, cái khuynh hướng của ông vua Bảo Đại là ông biết rằng là cái thế mạnh của Việt Nam, cái sức nước của Việt Nam nó không đủ ở trong cái thời điểm hiện tại lúc đó đó. Cái đất nước Việt Nam của mình không không đủ sức để mà chống chọi hay là để mà giành lấy độc lập trước cái sự cai trị của thực dân. Và ông biết rằng á, là một cái nước nhỏ yếu thế đủ mọi mặt hết á, thì chỉ có phải liên minh hay là phải dựa vào một cái nước lớn. Tuy nhiên rằng là, dạ cảm ơn cái chữ tư duy, tuy nhiên là cái ý thức để mà gìn giữ cái bản sắc văn hóa của dân tộc, hay là cái sự tồn vong của một cái dân tộc, nó cái đó là quan trọng. Cái chuyện độc lập đó ở cái thời điểm này có thể mình chưa có làm được, bởi vì mình không đủ sức để mình làm được cái chuyện đó. Mà mình dựa vô cường quốc nào thì cũng vậy thôi. Bởi vì ở tại cái thời điểm đó, đó là các anh chị biết cái chế độ mà thực dân, đô hộ nó đang là một cái trào lưu. Đâu phải chỉ có mình nước Pháp đi đánh chiếm những cái đất nước khác để mà đô hộ, để mà áp chế áp dụng cái chế độ thực dân. Đâu phải chỉ có mình nước Pháp đâu, nước Anh cũng vậy, phải không? Nước Anh, trong đó mình có Pháp, mình có Anh, mình có Tây Ban Nha, mình có Bồ Đào Nha và mình có nước Đức. Họ chủ trương bành trướng để mà đi tìm những cái vùng đất họ đi chiếm lấy, họ dùng cái ảnh hưởng của họ chiếm lấy, họ đô hộ, họ áp đặt cái chính sách thực dân để họ lấy tài nguyên của những cái xứ họ đô hộ đem về phục vụ cho mẫu quốc. Thì ở cái thời điểm đó, trong quá khứ đó, đó là một cái trào lưu. Thì các anh chị thấy người Anh họ có rất nhiều thuộc địa, người Pháp cũng thế, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha cũng vậy ha. Brazil đó là tại sao Brazil họ nói tiếng Bồ Đào Nha, họ từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha, phải không? Nước Đức thì họ có Thổ Nhĩ Kỳ, nước Đức là cái nước mà ít thuộc địa nhất, nước Mỹ là không có thôi, phải không? Thì các anh chị thấy nó trong cái trào lưu chung của thế giới nó là như vậy. Thì cái vị vua Bảo Đại của mình á, ông mới định rằng dựa vào cái sức mạnh của một cái xứ sở to lớn, mạnh mẽ và văn minh, thì rõ ràng các anh chị thấy khi mà cái người Pháp họ đô hộ mình 100 năm, họ đem đến cho cái dân tộc Việt Nam của mình á, những cái ánh sáng như thế nào. 100 năm người Pháp họ đô hộ Việt Nam mình là 100 năm người Việt Nam của chúng ta có cái cơ hội tiếp cận với một cái nền văn minh,
đến cái ánh sáng văn minh hiện đại. Cái điều đó là cái điều chúng ta không thể phủ nhận được. Bây giờ chúng ta có ghét thực dân Pháp như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta phải thừa nhận trong 100 năm thực dân Pháp đô hộ chúng ta đã có cái cơ hội tiếp cận với cái ánh sáng văn minh của nhân loại. Cho nên khi mà mình càng đọc á, thì mình thấy cái khuynh hướng của ông vua Bảo Đại đó là ông muốn cái việc bị đô hộ là cái chuyện đã rồi, phải không? Bởi vì mình không có cách gì mình chống lại cái chuyện đó, bởi vì cái thế, cái sức của người Việt chúng ta không có đủ. Tuy nhiên rằng là khôn khéo như thế nào để mà có thể đến một lúc nào đó đạt giành lại được cái độc lập mà không cần phải đổ máu. Bởi vì ông biết rằng là cái trào lưu đó rồi nó cũng qua hả? Thì anh chị đọc và xem những cái thước phim tài liệu luôn mà người Pháp họ làm về vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu, thì anh chị mới thấy rằng anh chị có một cái lời khuyên rằng hễ mà chúng ta đó muốn tìm hiểu về lịch sử nước nhà đó, thì xin thưa với các anh chị rằng là nên tìm hiểu bởi những cái nguồn tài liệu của nước ngoài. Chứ còn anh chị đọc ngay cả những cái tài liệu của những cái người viết từ hải ngoại, đôi lúc anh chị vẫn cảm thấy giống như mình nhai trúng hạt sạn vậy đó. Cho nên nói thật là khi mà mình, bởi vì bên này trời sách báo nó đầy ra, người ta cũng viết về cái vị hoàng đế cuối cùng của An Nam vậy, phải không? Thì khi mình đọc thì mình thấy họ viết về vua Hàm Nghi, họ viết về vua Duy Tân, họ viết về vua Bảo Đại của chúng ta đó với một cái cách nhìn khác à. Chứ nó không có chủ quan và thiển cận như người mình. Thật sự là như vậy. Thì ví dụ như ha, các anh chị thấy có rất là nhiều những cái đất nước ở trên thế giới bị đô hộ bởi thực dân Pháp, thực dân Anh và Bỉ ha. Bên châu Phi cũng có một vài nước là thuộc địa của Bỉ. Rồi dần dần các anh chị thấy người ta cũng lấy lại được cái độc lập của người ta theo cái trào lưu. Bởi vì đó, những cái đất nước bên này nè, Pháp, Anh, Mỹ, Bỉ, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha rồi đó, họ là những cái đất nước xét về cái văn minh nhân loại, họ đi trước chúng ta nhiều lắm. Thì các anh chị thấy những cái kêu là những cái thay đổi về các cái chế độ trong cái xã hội của họ cũng vậy, họ thay đổi cũng nhiều hơn mình ha. Cái xuất nguồn từ cái thời tiền sử thì họ cũng như mình, rồi tới cái kêu là cái cấp độ tiến hóa cũng vậy, nó cũng trải qua các cái thời kỳ đồ này đồ kia đồ nọ, rồi sau đó là tới cái chế độ nô lệ, rồi tới cái chế độ quân chủ phong kiến, rồi tới cái chế độ tư bản, rồi đại khái như vậy. Hiện tại đó thì các cái xứ mà phát triển phương Tây họ đang dừng ở cái chế độ tư bản, còn cái đất nước Việt Nam của chúng ta từ cái chế độ phong kiến nó nhảy vọt lên cái chế độ xã hội chủ nghĩa, nó bỏ qua cái bước tư bản. Thì các anh chị thấy nếu mà nói về cái sự tiến hóa của con người và của cái xã hội loài người thì ở Tây Phương họ cũng như mình ha, họ cũng có những cái trình tự tiến hóa như vậy. Nhưng mà các anh chị thấy cái diễn biến trong cái xã hội của họ và những cái bước tiến hóa của họ, họ bước một bước dài lắm mà so với lại cái Á Châu của chúng ta và đặc biệt là so với Việt Nam chúng ta. Bởi vậy đó, khi mà cái trào lưu của thế giới người ta bùng nổ cái chuyện mà đi đánh chiếm, đi tìm kiếm những cái vùng đất mới, rồi đi làm cái kêu là đi áp đặt cái chế độ thực dân để mà đô hộ, để mà thế này kia, rồi cuối cùng cái trào lưu đó nó cũng qua đi. Cái trào lưu đó nó cũng qua đi và các anh chị thấy là dần dần sau một thời gian cái rồi thôi cũng trao trả cho mày độc lập. Mà mình nói cái chữ trao trả đó là mình nói một cách kêu là trên cái tinh thần gọi là văn minh tiến bộ. Chứ sự thật ra bây giờ trả không trả thì nó cũng vậy. Mà các anh chị biết rằng khi mà người ta đô hộ mình á,
có ai bị mất đi cái bản sắc của dân tộc không? Ví dụ như các anh chị thấy cái nước Anh á, người ta đô hộ Ấn Độ hay là người ta đô hộ Hồng Kông đi, các anh chị thấy đất nước Ấn Độ nó có bị mất đi cái bản sắc dân tộc của nó không? Hay Hồng Kông có không? Người Hồng Kông người ta vẫn đi chùa, người ta vẫn có những cái phong tục tập quán của họ. Rồi bây giờ nói xa hơn nữa, ngay tại cái thời điểm hiện tại đây nè, bây giờ nè, năm 2018, còn rất nhiều những cái nước thuộc Pháp, còn rất nhiều những cái nước gọi là thuộc Liên Hiệp Pháp. Bây giờ chúng ta vẫn có những cái nước thuộc Liên Hiệp Anh, và chúng ta vẫn có những cái nước thuộc Liên Hiệp Pháp ở cái thời điểm hiện tại bây giờ năm 2018. Nhưng mà các anh chị dòm xung quanh những cái nước Liên Hiệp Pháp ở đây, thuộc địa Pháp đó, nói trắng ra là như vậy, có nước nào mà muốn đòi độc lập? Có nước nào mà muốn ra khỏi cái khối Liên Hiệp Pháp không? Anh chị xin thưa với các anh chị là không hề, không hề có luôn. Thậm chí mà lâu lâu á, mà có vài thằng mà lê ngoe lên mà tự dưng mà đòi giành độc lập là dân quýnh cho chết. Nó đâu có ngu gì các anh chị. Bây giờ nằm trong cái khối Liên Hiệp Pháp hoặc là thuộc địa của Pháp, trời, dân xứ muốn chết. Tại sao dân xứ muốn chết? Tại vì được cái xứ Pháp nó bảo hộ, được hưởng những cái chính sách của nhà nước Pháp, có trợ cấp, có mà bảo hiểm xã hội, có y tế xã hội, có giáo dục, có, tức là họ có mọi thứ hết trơn theo cái tiêu chuẩn của nhà nước Pháp. Họ sướng quá mà họ vẫn nói cái tiếng của họ, họ vẫn sống theo cái kiểu của họ, mặc dù họ có cái ngôn ngữ Pháp là cái ngôn ngữ hành chánh được học ở trong trường, nhưng mà bình thường họ vẫn nói cái tiếng thổ ngữ của họ, họ vẫn phải có những cái giờ học tiếng thổ ngữ của họ. Những cái bản sắc văn hóa của họ nó chẳng mất đi đâu cả, họ vẫn sống như vậy trăm năm này qua trăm năm kia. Mà ngược lại, giáo dục, y tế, hành chánh, các cái phúc lợi an sinh xã hội họ đều được hưởng theo cái quy chế của nhà nước Pháp. Trời, dân nó xuống muốn chết. Bây giờ các anh chị mà thử đi qua những cái đảo, ví dụ như là Nouvelle Calédonie hay là những cái đảo mà thuộc thuộc địa Pháp đó. Bây giờ vẫn là những cái đảo thuộc Pháp, những cái nước thuộc Pháp. Các anh chị thử hỏi cái có ai mà muốn, có ai mà muốn giành độc lập đâu. Lâu lâu cái tự dưng có một hai thành phần nổi hứng nhào lên đòi độc lập, đòi độc lập, chưa cần tới quân đội hay cảnh sát nữa. Mẹ ơi, dân không nó quánh không cũng đủ chết. Mày điên hả? Đang sướng muốn chết mà đòi giành độc lập. Mày giành độc lập rồi đi học phải đóng tiền, đi chữa bệnh phải tốn tiền. Thành ra nói thật với các anh chị, ở cái thời điểm này nè, năm 2018, vẫn còn rất nhiều những cái xứ sở, những cái đất nước mà thuộc Liên Hiệp Pháp, là thuộc địa của Pháp, được nhà nước Pháp bảo hộ, mà không có ai muốn giành độc lập hết trơn á. Không ai muốn giành độc lập hết. Rồi chúng ta nhìn cái quá khứ của những cái dân tộc láng giềng, chúng ta thấy họ lấy lại cái độc lập mà họ không mất một cái mảnh xương giọt máu nữa. Thì theo những cái gì mà anh chị đọc được á, cái khuynh hướng của ông vua Bảo Đại của chúng ta, họ muốn hướng theo cái đường hướng đó, tức là họ vẫn có những cái tranh đấu để mà họ vẫn có những cái, không phải kêu là tranh đấu, nhưng mà là những cái bước cờ khôn ngoan để mà kèn cựa với kêu là nước mẹ thực dân, để đạt được những cái tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu cho người dân của cái xứ thuộc địa. Các anh chị cứ so lại về nhà, hỏi ông hỏi bà mình, những cái người mà còn sống mà đã trải qua những cái năm tháng dưới cái thời Tây thuộc, rồi các anh chị thấy họ sung sướng như thế nào. Tất cả những cái gì đó mà các anh chị đọc tài liệu
bằng tiếng Việt viết về cố vấn Vĩnh Thụy hay là vị hoàng đế tồi bại trắc táng gì Bảo Đại rồi. Nói thật với các anh chị, anh chị không thích chút nào, không đồng tình chút nào. Cái chuyện mà sau này đó ông bị truất phế hay là ông bị mất ngôi, rồi đại khái là cái chế độ phong kiến tại Việt Nam thật sự là sụp đổ rồi, thì cái người đàn ông các anh chị nghĩ coi, họ mất cái đất nước của mình, họ mất cái dân tộc của mình, họ mất đi cái truyền thống. Các anh chị thử nghĩ mình là một cái người con nối dõi trong một cái triều đại, và đến cái đời của mình không giữ được giang sơn ha, kêu là mình không giữ được giang sơn xã tắc, mình tự dưng cái đất nước cũng như cái chế độ nó suy sụp ngay cái đời của mình, thì các anh chị nghĩ rằng là cái nỗi buồn đó, cái nỗi uất hận đó, cái nỗi mặc cảm nó nặng không? Nó nặng chứ. Ví dụ như một cái người đàn ông bình thường thôi mà gặp những cái thời điểm mà họ gần như họ mất hết tất cả như vậy, thì người ta trở nên bất đắc chí như thế nào? Cho nên khi mà mình xét một cái con người từ cái biểu hiện của họ cho tới cái hành động của họ cho tới cái những cái hệ lụy sau đó, sau một cái biến cố nào đó, trời, mình phải xét một cách cho nó công tâm chứ. Chứ còn anh chị đọc tài liệu về tiếng Việt từ trong nước ra tới hải ngoại viết về ông Bảo Đại cứ như là một cái vị hoàng đế rất là kêu là gì hoang dâm vô độ rồi gì gì. Tại sao mà tại sao mình có thể mình nhìn về lịch sử, mình phán xét cái tiền nhân của mình như vậy được? Mình đâu có đủ cái tư cách đó. Thật sự mình đâu có đủ cái tư cách đó, và mình cũng không có đủ cái hiểu biết, và mình cũng không phải là chứng nhân của lịch sử nữa. Thì khi mà mình không phải là chứng nhân của lịch sử đó, thì mình chỉ nên đọc lịch sử theo những cái diễn biến sự kiện thôi. Rồi còn lại á là tư duy của mình nhận định cái điều đó. Chứ mình không đọc những cái phán xét của người khác. Các anh chị có thấy năm 53 Hoàng đế Bảo Đại đi ra ngoài Bắc nói chuyện, lúc đó đó cái lá cờ của dân tộc chúng ta đó, cờ vàng ba sọc đỏ vẫn tung bay ở ở trên cái bầu trời Hà Nội phải không? Rồi trước đó nữa đó, những cái năm mà cái nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam nó chưa có ra đời, cái lá cờ của dân tộc là cái lá cờ vàng ba sọc đỏ vẫn treo ở trên nhà hát lớn Hà Nội, vẫn treo trên cái quảng trường những cái cơ quan hành chánh của Hà Nội. Ở đây nhân cái chuyến mà đi thăm viếng cái ngôi mộ của Nam Phương Hoàng hậu đó, cái vị hoàng hậu cuối cùng duy nhất của triều Nguyễn và cuối cùng của Việt Nam đó, thì sẵn đây em chỉ chia sẻ với các anh chị có những cái bài viết trong nước nó viết đã đành, hải ngoại cũng viết như vậy. Nào là đám tang của vua Bảo Đại là một cái người ham chơi lêu lỏng, là một cái người trăng hoa thích sống hưởng thụ. Đại khái là khi mà hoàng hậu Nam Phương qua đời thì ông không có mặt trong đám tang thế này thế kia. Nhưng mà tất cả những cái chi tiết đó thì ngày hôm nay anh chị phải đính chính ha. Anh chị phải đính chính cho những cái anh chị nào mà không biết, chưa biết, thì hôm nay anh chị phải đính chính như thế này nè. Cái năm 49 đó, 48 và 49 đó, vua Bảo Đại về Việt Nam kêu là cái gì chấp chính đó, thì bà hoàng hậu Nam Phương không có về, bà ở bên này với những người con. Các anh chị thấy rằng là bà cũng sanh cho ông tới 5 người con, bà ở bên này bà không về. Nhưng mà sau đó đó, thực ra thì ở cái thời điểm đó đó các anh chị, vua vua Bảo Đại là một cái người hấp thu cái nền giáo dục của Tây phương,
Thành ra trong cái đầu óc của ông đó, ông cũng rất là cởi mở và có cái khuynh hướng là dân chủ hóa cái tình hình đất nước. Thì các anh chị thấy rằng là nếu mà cộng sản đó mà không cướp chính quyền và cộng sản không có chơi đểu, chơi dơ, chơi bẩn đó, thì ngày hôm nay có thể rằng là Việt Nam chúng ta vẫn còn cái chế độ quân chủ lập hiến. Có nghĩa là quân chủ là một cái hình thức mà chúng ta bảo tồn cái quá khứ, chúng ta kêu là tiếp nối cái lịch sử, cái truyền thống của dân tộc. Giống như Bỉ, Hòa Lan, Anh ha, là những cái nơi mà vẫn còn vương triều, đó là một cái hình thức, là một cái nghi thức tồn tại trong cái tinh thần của dân tộc. Tuy nhiên là cái đất nước sẽ được điều hành bởi quốc hội, bởi cái người được chỉ định. Ví dụ như chúng ta thấy bên Anh thì có thủ tướng Anh, ở bên Thái Lan nữa, đúng không? Đại khái là chúng ta có nhiều nước còn vẫn còn cái nền quân chủ, nhưng mà cái quân chủ nó chỉ là cái biểu tượng thôi. Ví dụ chúng ta thấy có bên Na Uy, bên Thụy Điển, bên Hòa Lan, bên Bỉ, Vương quốc chúng ta có Vương quốc Anh, Vương quốc Bỉ, Vương quốc Hòa Lan, Monaco, Na Uy, Thụy Điển, ở những nơi đó các anh chị thấy họ vẫn còn vương triều ấy. Mà đó là một cái hình thức, kêu là một cái gì đó, nó là một cái truyền thống, nó là một cái vẻ đẹp lịch sử của cái dân tộc đó. Tuy nhiên cái đất nước của người ta vẫn phát triển, người ta vẫn có quốc hội được bầu cử bởi người dân, rồi bầu ra một cái người đứng đầu cái thể chế để mà điều hành. Ví dụ như chúng ta có thủ tướng, đại khái như vậy. Bên Nhật, đúng rồi, bên Nhật, bên Thái Lan rồi chẳng hạn như vậy. Nếu nếu như ở những cái năm tháng đó đó mà đất nước của chúng ta mà không bị cái họa cộng sản, thì ngày hôm nay anh chị nghĩ rằng là cái đất nước của chúng ta vẫn còn những cái biểu tượng, vẫn còn cái biểu tượng của một cái dân tộc mà chúng ta có cái chiều dài lịch sử xuyên suốt, và chúng ta có những cái gọi là hậu duệ của những cái bậc tiền nhân cha ông dựng nước và giữ nước. Khi các anh chị đọc nhiều về lịch sử của đời nhà Nguyễn, các anh chị sẽ thấy công trạng của họ nhiều lắm chứ, chứ đâu phải chỉ là thối nát, là hoang dâm, là vô độ đâu. Thì anh chị quay trở lại cái chi tiết này. Cái lúc mà lúc trước đó thì hai ông bà ở miền Nam nước Pháp, thì Nam Vương Hoàng hậu ở cái thành phố tên là Cannes, là một cái thành phố biển. Cannes à. Thì các anh chị hay thấy giải quả cầu vàng hay là liên hoan phim Cannes của nước Pháp rồi đó. Thì cái thành phố đó là một cái thành phố biển nằm ở cái Côte d'Azur hả? Cái Côte đó nó tên là, cái vịnh đó nó tên là d'Azur. Thì đó, Cannes này, Nice này, Antibes này, Monaco này, kiểu vậy đó ha. Khi mà Hoàng đế Bảo Đại về Việt Nam chấp chính á, thì bà không có về theo. Bà không có về theo, nhưng mà các anh chị biết rằng là có một cái chi tiết rằng là bà là một cái người ủng hộ cái chính quyền của ông Ngô Đình Diệm ở những cái thời buổi đầu lắm á. Hả? Bà không có về theo là bởi vì bà còn 5 người con còn nhỏ tại cái thời điểm đó ở bên này. Đúng không? Rồi khi mà các anh chị đọc lại lịch sử thì các anh chị thấy rằng là từ năm 49 về đó cho tới năm 54, trong vòng có 6 năm đó, thì 6 cái năm đó cũng là 6 cái năm rất là khắc nghiệt đối với cái vị vua Bảo Đại. Đối đầu với những cái chuyện đó đâu có dễ các anh chị, bởi vì ông phải đương đầu với cái chính sách thực dân vẫn còn tiếp diễn ở cái thời điểm đó. Chúng ta vẫn bị những cái ảnh hưởng cũng như những cái can thiệp của cái nhà nước thực dân Pháp, đúng không? Rồi chúng ta có những cái loạn lạc ở bên trong, ở bên trong mà đa phần đó là của bên phía Cộng sản Bắc Việt, với cái sự thao túng của cái Cộng sản quốc tế là Tàu và Nga. Rồi song song đó là ông phải đối mặt với cái trào lưu dân chủ hiện đại theo cái trào lưu chung của thế giới thôi.
Thành ra 6 cái năm về chấp chính của ông vua Bảo Đại thật sự không có dễ dàng chút nào. Nhưng mà khi chúng ta đọc tài liệu về ông, hay chúng ta xem những cái thước phim về ông, những cái buổi làm việc của ông với các cái quan toàn quyền Đông Dương hay là với nhà nước Pháp, thì chúng ta thấy rõ rằng là cái vị vua Bảo Đại đó, mặc dù cái khả năng của ông tới đâu đi chăng nữa, nhưng mà mình thấy rõ cái tinh thần của một cái người con yêu nước. Mình thấy rõ cái tinh thần và cái ý thức trách nhiệm của một cái người mang cái danh là hoàng đế nước An Nam. Chúng ta không thể phủ nhận cái điều đó được các anh chị. Nhưng mà cuối cùng thì thất bại, à, cuối cùng thất bại. Ông bị cộng sản tiêm ngôi, nào là trở thành quốc trưởng, rồi sau đó trở thành cố vấn, rồi đại khái như vậy. Thì khi chúng ta lật lại những cái trang lịch sử, chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Nhưng mà các anh chị thấy, đối với một cái người đàn ông, mà nhất là một cái người mà gánh trên vai cái trách nhiệm sơn hà xã tắc, thì các anh chị thấy cuối cùng nó giống như là cái vận nước nó đến đó, cái ý trời đã định đến đó, ông không có hoàn thành được cái tâm nguyện của ông. Khi ông trở về Pháp, ông phải đau buồn chứ, cái chuyện đó là đương nhiên rồi. Rồi cộng thêm á, Nam Phương Hoàng hậu đó, bà là một cái người gọi là cái gì, các anh chị thấy, bà sanh trưởng trong một cái gia đình giàu có bậc nhất rồi. Gia đình bà là một trong ba cái gia đình phú hào kêu là giàu nhất Nam Bộ. Tức là bà đẻ bọc điều, bà sinh ra trong nhung lụa. Đối với bà, về cái vấn đề về vật chất nó không có thiếu thốn, mà bà là mẫu nghi thiên hạ, bà là cái vị hoàng hậu của một cái xứ như vậy. Bà đi học trường trường đầm từ nhỏ, lớn lên với cái tư duy của một cái người rất là văn minh, tiến bộ, hiểu biết. Thành ra cái chuyện mà đối với bà đó, những cái kêu là danh vọng hảo ở đời nó không còn sức hấp dẫn nữa. Và các anh chị mới thấy cái câu của cụ Nguyễn Đình Chiểu, không biết anh chị nhớ lầm không, cái câu đó là của ông Nguyễn Đình Chiểu có đúng không? Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người tìm chốn lao sao. Ở một cái thành phố Cannes, mà theo những cái gì mà sách báo của Pháp họ ghi á, là bởi vì bà muốn trốn tránh, bà muốn trốn tránh cái lớp nhà báo săn tin cứ làm phiền bà hoài, thành ra bà mới rời cái thành phố Cannes. Thành phố Cannes là một cái thành phố biển rất là năng động và hiện đại, là cái nơi mà đông đúc, không phải chỉ là cái người dân tại đó mà khắp nơi trên thế giới họ đi du lịch, họ thế này kia, họ tò mò lắm. Thì bà không có muốn bị làm phiền bởi cái cánh báo chí của Pháp cũng như của thế giới nói chung, bà mới chọn về một cái vùng quê yên tĩnh. Mà các anh chị biết rằng cái gọi là cái nông trại, cái đồn điền ở Savignac là của gia đình bà mua từ trước đây. Bà có rất nhiều những cái bất động sản mà cha mẹ của bà mua cho bà từ cái thời bà còn đi học bên Tây, bà là sinh viên, bà sống bên này. Rồi các anh chị tưởng tượng thời bây giờ mà ở cái Boulevard L'Opéra đó, kêu là cái đại lộ chính mà nó nằm ngay 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 cái nhà hát opera của Tây bây giờ, tiền không. Rồi ở nơi Di Sucène, tức là bất động sản của bà khắp nơi, có bên Maroc, có bên Tunisia, có tại Pháp, có khắp nơi. Bà chia hết cho những cái người con của bà về bà giữ lấy 160 hecta, nếu anh chị nhớ không lầm, trên cái nông trại đó, cái domain đó, trong một cái lâu đài bà sống. Mà cái đời sống ở bên này các anh chị, chúng ta sống một mình á, nó cũng là một cái gì đó nó rất là bình thường. Thành ra khi đọc những cái luận điệu nói như là ông vua Bảo Đại bỏ bê bà, bỏ thế này thế kia, anh chị thấy nó cũng tức cười lắm. Anh chị không hiểu cái nhìn của họ là như thế nào. Anh chị có những cái người thân hay là những cái người quen anh chị biết đó, họ sống một mình cho tới 91 tuổi, tới cái ngày họ giống như cái ngọn đèn dầu hao nó tắt lịm đi không ai biết. Cách đây vài tháng anh chị đi đám tang một cái người mà anh chị gọi là cụ, anh chị gọi là cụ, bà đi sang bên này du học từ những năm 30 mấy 40 á, anh chị gọi là cụ á, và bà mất một mình trong một cái ngôi nhà vườn tược rộng lớn. Bà mất một mình không ai biết, không ai biết bà mất lúc nào,
Lúc đó bà 91 tuổi, anh Chi đi dự đám tang. Cái người ở bên đây á, cái người già ở bên này họ sống một mình là cái chuyện bình thường đó. Và con cái khi mà nó lớn lên á, con cái mà khi lớn lên là nó đi học rồi nó đi làm, nó đi khắp nơi, nơi nào nó muốn thì thôi, chứ không phải là cứ nhất thiết là phải ở nhà với cha với mẹ. Cái phong tục tập quán, cái văn hóa mỗi nơi nó mỗi khác. Thật ra khi mà đọc những cái điều nói ví dụ như ông bỏ bà lủi thủi một mình, bà cô quạnh, bà thế này thế kia, chúng ta cần phải xét lại về các cái yếu tố hoàn cảnh, các cái văn hóa, cái phong tục tập quán, cái thói quen của cái nơi chúng ta sống. Mà huống chi là ông vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương là những cái người chịu ảnh hưởng của cái nền giáo dục Tây phương từ tấm bé, và họ gần như họ sống cả cái quãng đời của họ ở bên này. Thì các anh chị thấy cái lúc mà bà qua đời á, đâu có ai ở bên cạnh bà ngoài những cái người hầu, những cái người làm ở trong cái dinh thự của khi mà hoàng đế Bảo Đại đi về Việt Nam chấp chính, bà không có về, bà ở lại bà nuôi dạy 5 người con. Rồi sau đó để mà thì các anh chị thấy những cái biến động lịch sử của cái xứ An Nam đó, người Pháp họ quan tâm rất là nhiều. Người Pháp họ dành một cái tình cảm đặc biệt cho cái người dân An Nam lắm. Cái điều này anh Chi nói thật á, ngay cả đến cái thời điểm bây giờ nè, cái người Pháp họ cũng dành một cái tình cảm đặc biệt đối với cái người dân Việt Nam của chúng ta. Họ coi nó giống như nó có một cái sợi dây liên hệ, tuy là nó không cùng sắc tộc, màu da này kia, nhưng mà họ đâu đó họ coi chúng ta giống như có một cái sợi dây liên hệ gần gũi lắm, giống như họ hàng thân thích đồ vậy đó. Để mà so sánh cái mức độ quan tâm của người Pháp dành cho Việt Nam mình. Thành ra ở cái thời điểm đó đó, khi mà cái chính trường của Việt Nam nó nhiều biến động, thì cái cuộc sống của bà Nam Phương bị làm phiền rất là nhiều. Đó là lý do bà mới dọn về một cái vùng hẻo lánh. Thật sự là tại cái vùng Savignac mà anh chỉ đến viếng bà đó, phải nói rằng là trời ơi, nó giống như là tận cùng của trời đất vậy đó các anh chị. Lúc anh chị lái xe thì anh chị nói tại sao mà lại chọn một cái nơi mà cùng trời cuối đất như vậy để mà sống. Mà các anh chị thấy rằng là khi mà bà về đó, bà về có một mình thôi. Con cái của bà lúc đó là người đi học ở Paris, người đi học chỗ này, đi làm chỗ nọ. Bà về đó có một mình, bà thuê những cái người làm việc cho mình ở trong cái nông trại đó, và bà sống mỗi ngày và vui thú điền viên với người dân làng chung quanh như vậy. Lúc đó ông vua Bảo Đại đó, sau khi cái chuyện quay về Việt Nam chấp chính thất bại rồi, ông thật sự là ông mất gian sang xã tắc, hiểu theo trong cái nghĩa ngoặc kép, thì ông quay về bên này, ông vẫn tiếp tục ở cái miền Nam, ở những cái nơi đó. Thì có nhiều người á, kể cả là những cái người anh chị không biết họ phải xử gia không, trong ngoặc kép đi, những cái người họ ở hải ngoại mà cái nhìn của họ cũng 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 Việt Nam nữa. Các cụ đó viết, anh Chi không có dám thất lễ, nhưng mà anh Chi không dám thất lễ, nhưng mà cái nhìn của các cụ khác so với cái nhìn của anh Chi. Bây giờ anh Chi là một cái người trẻ mà anh Chi sống ở bên này với cái tư duy, với cái nhìn, với cái thói quen, với này kia, thì anh Chi thấy rằng là cái việc mà người ta sống ở một cái nơi nào mà người ta muốn, người ta thích, và người ta sống một một thân một mình cho tới già tới chết là cái điều gì rất rất là bình thường. Và mình thật sự mình thương họ, mình phải tôn trọng cái ý muốn của họ. Thì anh chị đọc đa số thấy rằng cái luận điệu nói rằng cái lúc bà Lâm Chung qua đời, bà chỉ có một mình, tang lễ của bà diễn ra không có ông vua Bảo Đại, người dân làng xung quanh đây nói rằng một năm chỉ thấy ông ghé về thăm bà 2-3 lần, và ông chỉ có mặt cái ngày hôn lễ của công chúa Phương Liên để làm chủ hôn, ông nấn ná lại vài ngày rồi sau đó ông lại đi. Đại khái là những cái kiểu viết nó ở đâu đó khi anh chị đọc, anh chị thấy rằng là giống như là nó được thêm mắm dặm muối một chút vậy đó. Và anh chị không thích cái điều đó nha, thật sự là không thích. Bởi vì các anh chị thử tưởng tượng đi, vào những cái ngày đầu thu tháng 9 á, bên đây mà trời tháng 9 là các anh chị biết mùa thu Paris thì rất là đẹp đương nhiên ha, và tháng 9 bắt đầu vào thu, khung cảnh nó cũng từ từ nó héo úa, nó buồn thảm. Rồi ở cái thời điểm đó đó là bà bị bệnh tim ha. Thì các anh chị thấy như vậy nè,
Thông thường đó, nếu mà chúng ta chọn cái đời sống tách biệt và chúng ta ở một mình đó, thì sự thật cái lúc nào chúng ta chết chúng ta không có biết, và những cái người kia họ cũng không thể biết được. Chỉ khi phát hiện ra rằng chúng ta chết rồi thì lúc đó mới báo tin, họ mới biết và họ mới trở về. Anh chị đọc rất nhiều những cái tài liệu nha, từ trong nước ra tới hải ngoại đều viết rằng là Bảo Đại là một cái người chồng tệ bạc, đồ đại khái vậy, không có mặt để dự tang lễ của bà. Trời ơi, trong khi những cái thước phim tư liệu của Pháp mà mình coi mình thấy được rõ ràng là trong cái đám tang của bà có ông vua Bảo Đại đó, mà làm sao có thể nói rằng là không có mặt ông được. Có thể là cái lúc lâm chung, tức là cái lúc mà bà tắt cái hơi thở đó, thì không có ai bên cạnh hết, nhưng mà sau đó báo tin thì phải về chứ. Thì ông cũng đã có mặt, khi mà hay tin vợ ông chết rồi ông có mặt liền hả. Cái tang lễ được cử hành theo cái nghi thức của người Công giáo chứ không phải mà kèn trống rồi rùm beng hả. Các anh chị biết cái nghi thức của cái người người Công giáo khi mà đám cưới cũng vậy, khi mà sanh ra đời đầy tháng đi rửa tội cũng vậy, rồi hay là khi đám cưới cũng vậy, hay là khi đám tang đám chết cũng vậy. Theo cái nghi thức của người Công giáo họ lặng lẽ thôi. Và chúng ta phải hiểu rằng là khi mà chúng ta cử hành tang lễ ra, chúng ta phải làm theo nguyện vọng của người chết, chứ không phải chúng ta cử hành tang lễ cho họ mà chúng ta làm theo cái ý nguyện của người sống là không đúng. Hoàng hậu Nam Vương là cái người theo cái bà là một cái người rất là kêu là sùng đạo, bà là một người rất là sùng đạo. Thì cái nghi thức tang lễ của bà diễn ra, thì các anh chị thấy khi mà anh chị đến cái làng Savignac đó, anh chị thấy cái nhà thờ đó là một cái nhà thờ nhỏ thôi ở trong cái làng đó, và bà được chôn trong cái nghĩa trang đó của người Công giáo. Tức là mọi cái nghi thức nó làm theo. Chứ bây giờ mà bà là người Công giáo, bà sùng đạo như vậy mà tổ chức cho bà mà nào là áo mũ rồi vàng lộng rồi đốt giấy tiền vàng bạc rồi kèn trống, rồi mấy anh chị nghĩ bà bằng lòng không? Sướng muốn chết mà đòi giành độc lập. Mà giành độc lập rồi đi học phải đóng tiền, đi chữa bệnh phải tốn tiền. Thành ra nói thật với các anh chị, ở cái thời điểm này nè, năm 2018 vẫn còn rất nhiều những cái xứ sở, những cái đất nước mà thuộc Liên Hiệp Pháp, là thuộc địa của Pháp, được nhà nước Pháp bảo hộ, mà không có ai muốn giành độc lập hết trơn á. Không có ai muốn giành độc lập hết. Rồi chúng ta nhìn cái quá khứ của những cái dân tộc láng giềng, chúng ta thấy họ lấy lại cái độc lập mà họ không mất một cái mảnh xương giọt máu nữa. Thì theo những cái gì mà anh chị đọc được á, cái khuynh hướng của ông vua Bảo Đại của chúng ta, họ muốn hướng theo cái đường hướng đó, tức là họ vẫn có những cái tranh đấu để mà họ 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 vẫn có những cái, không phải kêu là tranh đấu, nhưng mà là những cái bước cờ khôn ngoan để mà kèn cựa với kêu là nước mẹ thực dân, để đạt được những cái tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu cho người dân của cái xứ thuộc địa. Các anh chị cứ cứ so lại về nhà, hỏi ông hỏi bà mình, những cái người mà còn sống mà đã trải qua những cái năm tháng dưới cái thời Tây thuộc, rồi các anh chị thấy họ sung sướng như thế nào. Tất cả những cái gì đó mà các anh chị đọc tài liệu bằng tiếng Việt đó, viết về cố vấn Vĩnh Thụy hay là vị hoàng đế tồi bại trắc táng gì Bảo Đại, rồi nói thật với các anh chị, anh chị không thích chút nào, không đồng tình chút nào. Cái chuyện mà sau này đó ông bị truất phế hay là ông bị mất ngôi, rồi đại khái là cái chế độ phong kiến tại Việt Nam thật sự là sụp đổ rồi, thì cái người đàn ông, các anh chị nghĩ coi, họ 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 mất cái đất nước của mình, họ mất cái dân tộc của mình, họ mất đi cái truyền thống
Các anh chị thử nghĩ mình là một cái người con nối dõi trong một cái triều đại, và đến cái đời của mình không giữ được giang sơn ha, kêu là mình không giữ được giang sơn xã tắc, mình tự dưng cái đất nước cũng như cái chế độ nó suy sụp ngay cái đời của mình, thì các anh chị nghĩ rằng là cái nỗi buồn đó, cái nỗi uất hận đó, cái nỗi mặc cảm nó nặng không? Nó nặng chứ. Ví dụ như một cái người đàn ông bình thường thôi mà gặp những cái thời điểm mà họ gần như họ mất hết tất cả như vậy, thì người ta trở nên bất đắc chí như thế nào? Cho nên khi mà mình xét một cái con người từ cái biểu hiện của họ cho tới cái hành động của họ, cho tới cái những cái hệ lụy sau đó, sau một cái biến cố nào đó, trời, mình phải xét một cách cho nó công tâm chứ. Chứ còn anh chị đọc tài liệu về tiếng Việt từ trong nước ra tới hải ngoại viết về ông Bảo Đại cứ như là một cái vị hoàng đế rất là kêu là gì hoang dâm vô độ rồi gì gì. Tại sao mà tại sao mình có thể mình nhìn về lịch sử, mình phán xét cái tiền nhân của mình như vậy được? Mình đâu có đủ cái tư cách đó. Thật sự mình đâu có đủ cái tư cách đó, và mình cũng không có đủ cái hiểu biết, và mình cũng không phải là chứng nhân của lịch sử nữa. Thì khi mà mình không phải là chứng nhân của lịch sử đó, thì mình chỉ nên đọc lịch sử theo những cái diễn biến sự kiện thôi. Rồi còn lại á là tư duy của mình nhận định cái điều đó. Chứ mình không đọc những cái phán xét của người khác. Các anh chị có thấy năm 53 Hoàng đế Bảo Đại đi ra ngoài Bắc nói chuyện, lúc đó đó cái lá cờ của dân tộc chúng ta đó, cờ vàng ba sọc đỏ vẫn tung bay ở ở trên cái bầu trời Hà Nội phải không? Rồi trước đó nữa đó, những cái năm mà cái nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam nó chưa có ra đời, cái lá cờ của dân tộc là cái lá cờ vàng ba sọc đỏ vẫn treo ở trên nhà hát lớn Hà Nội. À, vẫn treo trên cái quảng trường những cái cơ quan hành chánh của Hà Nội. Ở đây á, nhân cái chuyến mà đi thăm viếng cái ngôi mộ của Nam Phương Hoàng hậu đó, cái vị hoàng hậu cuối cùng duy nhất của triều Nguyễn và cuối cùng của Việt Nam đó. Thì sẵn đây em chỉ chia sẻ với các anh chị, có những cái bài viết trong nước nó viết đã đành, hải ngoại cũng viết như vậy. Nào là đám tang của vua Bảo Đại là một cái người ham chơi lêu lỏng, là một cái người trăng hoa thích sống hưởng thụ. Đại khái là khi mà hoàng hậu Nam Phương qua đời thì ông không có mặt trong đám tang thế này thế kia. Nhưng mà tất cả những cái chi tiết đó thì ngày hôm nay anh chị phải đính chính ha. Anh chị phải đính chính cho những cái anh chị nào mà không biết, chưa biết, thì hôm nay anh chị phải đính chính như thế này nè. Cái năm 49 đó, 48 49 đó, vua Bảo Đại về Việt Nam kêu là cái gì chấp chính đó. Thì bà Hoàng hậu Nam Phương không có về. Bà ở bên này với những người con. À, các anh chị thấy rằng là bà cũng sanh cho ông tới 5 người con. Bà ở bên này bà không về. Nhưng mà sau đó đó, thực ra thì ở cái thời điểm đó đó các anh chị, vua vua Bảo Đại là một cái người hấp thu cái nền giáo dục của Tây phương. Thành ra trong cái đầu óc của ông đó, ông cũng rất là cởi mở và có cái khuynh hướng là dân chủ hóa cái tình hình đất nước. Thì các anh chị thấy rằng là nếu mà cộng sản đó mà không cướp chính quyền, và cộng sản không có chơi đểu chơi dơ chơi bẩn đó, thì ngày hôm nay có thể rằng là Việt Nam chúng ta vẫn còn cái chế độ quân chủ lập hiến. Có nghĩa là quân chủ là một cái hình thức mà chúng ta bảo tồn cái quá khứ, chúng ta kêu là tiếp nối cái lịch sử, cái truyền thống của dân tộc. Giống như Bỉ, Hòa Lan, Anh ha, là những cái nơi mà vẫn còn vương triều, đó là một cái hình thức
là một cái nghi thức tồn tại trong cái tinh thần của dân tộc. Tuy nhiên là cái đất nước sẽ được điều hành bởi quốc hội, bởi cái người được chỉ định. Ví dụ như chúng ta thấy bên Anh thì có thủ tướng Anh, ở bên Thái Lan nữa, đúng không? Đại khái là chúng ta có nhiều nước còn vẫn còn cái nền quân chủ, nhưng mà cái quân chủ nó chỉ là cái biểu tượng thôi. Ví dụ chúng ta thấy có bên Na Uy, bên Na Uy, bên Thụy Điển, bên Hà Lan, bên Bỉ, vương quốc, chúng ta có vương quốc Anh, vương quốc Bỉ, vương quốc Hà Lan, Monaco, Na Uy, Thụy Điển. Ở những nơi đó các anh chị thấy họ vẫn còn vương triều ấy, mà đó là một cái hình thức kêu là một cái gì đó, nó là một cái truyền thống, nó là một cái vẻ đẹp lịch sử của cái dân tộc đó. Tuy nhiên cái đất nước của người ta vẫn phát triển, người ta vẫn có quốc hội được bầu cử bởi người dân, rồi bầu ra một cái người đứng đầu cái thể chế để mà điều hành. Ví dụ như chúng ta có thủ tướng, đại khái như vậy. Bên Nhật, đúng rồi, bên Nhật, bên Thái Lan rồi chẳng hạn như vậy. Nếu như ở những cái năm tháng đó đó mà đất nước của chúng ta mà không bị cái họa cộng sản, thì ngày hôm nay anh chị nghĩ rằng là cái đất nước của chúng ta vẫn còn những cái biểu tượng, vẫn còn cái biểu tượng của một cái dân tộc mà chúng ta có cái chiều dài lịch sử xuyên suốt, và chúng ta có những cái gọi là hậu duệ của những cái bậc tiền nhân cha ông dựng nước và giữ nước. Khi các anh chị đọc nhiều về lịch sử của đời nhà Nguyễn, các anh chị sẽ thấy công trạng của họ nhiều lắm chứ. Chứ đâu phải chỉ là thối nát, là hoang dâm, là vô độ đâu. Thì anh chị quay trở lại cái chi tiết này. Cái lúc trước đó thì hai ông bà ở miền Nam nước Pháp, thì Nam Phương Hoàng hậu ở cái thành phố tên là Cannes, là một cái thành phố biển. Cannes. Thì các anh chị hay thấy giải Quả Cầu Vàng hay là liên hoan phim Cannes của nước Pháp rồi đó. Thì cái thành phố đó là một cái thành phố biển nằm ở cái Côte d'Azur hả? Cái Côte đó, nó tên là, cái vịnh đó nó tên là d'Azur. Thì đó, Cannes này, Nice này, Antibes này, Monaco này, kiểu vậy đó ha. Khi mà Hoàng đế Bảo Đại về Việt Nam chấp chính á, thì bà không có về theo. Bà không có về theo, nhưng mà các anh chị biết rằng là có một cái chi tiết rằng là bà là một cái người ủng hộ cái chính quyền của ông Ngô Đình Diệm ở những cái thời buổi đầu lắm á. Hả? Bà không có về theo là bởi vì bà còn 5 người con còn nhỏ ở tại cái thời điểm đó ở bên này, đúng không? Rồi khi mà các anh chị đọc lại lịch, nói điều này nghe mắc cỡ, tại con nít bên Tây nó nghỉ hoài à. Một năm nó có tới 4 năm kỳ nghỉ lận, tính luôn cái kỳ nghỉ hè là kỳ nghỉ thứ năm, là kéo dài tới 2 tháng. Còn lại thì trong năm các anh chị biết là cứ mỗi mùa nó nghỉ mất 2 tuần. Thành ra, nhưng mà thôi kệ nó, mình cũng nói thì cho nó văng vẻ văng vần ha. Mùa hè đến thì phải nghỉ ngơi thôi, phải dẫn con cái đi chơi sau một năm miệt mài học tập thôi. Xin thưa với các anh chị, cái ca khúc vừa rồi mà anh chị mời các anh chị nghe đó được mang tên là Chúng Đi Buôn, của một người nhạc sĩ chuyên về cái dòng nhạc đấu tranh theo cái thể loại, cái phong cách Yuka ở bên Úc Châu, đó là nhạc sĩ Phan Văn Hưng. Là một cái người nhạc sĩ mà anh chị rất là kính trọng và rất là yêu mến. Thì cái ca khúc Chúng Đi Buôn vừa rồi đó được hợp ca bởi các cái giọng ca nam của SPTN. Chúng ta thấy có tiếng đàn của Quốc Khanh, có tiếng hát của Nguyên Khang, Mai Thanh Sơn, Nhật Lâm, Đoàn Phi, Huỳnh Phi Tiễn, vân vân. Và có những cái gương mặt khác mà anh chị không có kịp nhìn, không có nhớ hết tên. Thì đại khái rằng là các anh chị cũng biết đây là những cái người ca sĩ góp mặt ở trong Asia trước đây, trung tâm Asia trước đây, và sau này là cộng tác rất là thường trực với nhạc sĩ Trúc Hồ của đài SPTN. Sự thật ra đó, các anh chị biết không, anh chị thấy cũng có những cái nguồn, những cái chiều dư luận
công kích nhạc sĩ Trúc Hồ lẫn cái trung tâm truyền hình SBTN của ông. Nói thật sự với các anh chị là trước những cái cuộc công kích như vậy đó, anh chị không cần nghe cái nội dung. Tức là chúng ta thấy có người này, người kia, người nọ, có ông này, bà kia, bà nọ, có rất nhiều người họ có cái quyền biểu đạt cái suy nghĩ của họ, cái quan điểm của họ, cái cách nhìn của họ, thì cái điều đó là tự do của mỗi cá nhân. Tuy nhiên là những cái video mà phân tích, ví dụ như phân tích Trúc Hồ thế này, phân tích Trúc Hồ thế kia, phân tích cái đường lối hoạt động của SBTN thế nọ, thế này thế kia thế nọ đó, nói thật với các anh chị rằng là anh chị không có quan tâm tới cái nội dung mà họ trình bày. Nghĩa là họ muốn nói gì cũng được. Bởi vì đối với anh chị mà nói, những cái điều đó nó không có quan trọng và nó không có thật sự là thu hút cái sự quan tâm chú ý của anh chị. Bởi vì nội một cái chuyện duy nhất á, mà anh chị cảm thấy chấp nhận được á, nội một cái chuyện duy nhất thôi mà anh chị cảm thấy chấp nhận được ở nhạc sĩ Trúc Hồ và cái đài truyền hình SBTN của ông đó, được điều hành dưới thí dụ như nhạc sĩ Trúc Hồ ha, rồi chị Diệu Quyên là hiền thê của ông chẳng hạn vậy, thì anh chị thấy rằng là cái điều duy nhất mà nó khiến cho anh chị có thể chấp nhận được đó là dưới tay ông đó, hay là theo cái con đường mà ông lựa chọn đó, thì những cái người văn nghệ sĩ, những cái người ca sĩ, họ chịu hát những cái bài nhạc đấu tranh và họ chịu lên tiếng trước những cái tệ nạn bất công ở trong cái xã hội Việt Nam, và họ chịu tham gia những cái chương trình hát để mà yểm trợ cái phong trào đấu tranh cho đồng bào tại quốc nội. Nội một cái chuyện đó thôi là đủ để cho anh chị thấy rằng là đó là cái điều mà chúng ta đang cần ở tại cái thời điểm này. Và nội cái điều đó thôi là đủ để cho anh chị chấp nhận rồi. Còn những cái chuyện khác đó, những cái chi tiết khác hay những cái chuyện sâu xa khác, thật sự là anh chị không quan tâm. Nó không hấp dẫn mình, còn nói thẳng ra là như vậy. À, ví dụ như có những cái video clip của những người họ lên tiếng, họ phản đối điều này, họ bất bình điều kia, họ không đồng tình điều nọ, họ họ mổ xẻ thế này, họ phân tích thế kia. Sự thật thì tất cả những cái chuyện đó ở trong cái thời điểm này thì anh chị không có mấy bận tâm. Anh đó là lý do anh chị không có quan tâm lắm, bởi vì nội cái chuyện mà những cái người ca nhạc sĩ mà cộng tác với Trúc Hồ lẫn cái đài truyền hình SBTN đó, mà chịu bày tỏ cái thái độ, chịu bày tỏ cái chính kiến, chịu bày tỏ cái quan điểm, chịu lên tiếng cho các cái vấn nạn, tệ nạn đang diễn ra hoành hành tại Việt Nam, thì anh chỉ thấy nội cái điều đó thôi đã là rất tốt rồi đó. Bởi vì chúng ta nhìn thấy những cái ca sĩ của những cái trung tâm khác, hay là những cái ca sĩ hoạt động một cách tự do không thuộc trung tâm nào, từ trong nước tới hải ngoại, các anh chị thấy chúng ta đếm ở trên đầu ngón tay được mấy người mà dám thẳng thắn mà bày tỏ cái thái độ, cái chính kiến, cái quan điểm và lập trường của mình trước cái công cuộc chung của đất nước đang rất là cần chúng ta. Thành ra anh chị thấy hả, nội cái chuyện rằng là những cái người ca nhạc sĩ đó mà cộng tác với nhạc sĩ Trúc Hồ, cộng tác với cái trung tâm SBTN, mà họ chịu bày tỏ cái quan điểm chính kiến, lập trường chính trị rõ ràng và họ phản đối bạo cường, bạo quyền, bất công, bất cập ở trong cái đất nước Việt Nam, mà nhiêu đó là anh chị cảm thấy là tốt rồi đó, là chấp nhận được trong cái giai đoạn này. Đó là lý do mà các anh chị nói với anh chị về Trúc Hồ thế này, hay là Việt Khang thế kia, hay là người nọ thế nọ, thì cái lý do anh chị không trả lời các anh chị ha là như vậy. Thì anh chị thể hiện với các anh chị cái suy nghĩ của anh chị trong cái vấn đề này. Bởi vì anh chị nói thật là còn mong mỏi rằng là không riêng gì các anh chị em ca nhạc sĩ cộng tác với Trúc Hồ và SBTN, mà anh chị mong rằng tất cả những anh chị em ca nhạc sĩ cộng tác với Asia, cộng tác với Thúy Nga,
cộng tác với Vân Sơn, với Làng Văn, với Rạng Đông, với Bến Thành, với Kim Lợi Studio, tất cả những cái anh chị em mà thuộc trong cái lĩnh vực văn văn hóa nghệ thuật giải trí đó, những cái anh chị em mà ít nhiều có cái ảnh hưởng của mình với khán giả, với số đông đó, thì mong rằng là các anh chị em quan tâm tới cái hiện tình đất nước và bày tỏ cái quan điểm, chính kiến, cái lập trường của mình cho thật là rõ ràng và thẳng thắn. Và các anh chị chia sẻ cái điều đó với những cái fan hâm mộ của mình, với những cái người họ yêu quý mình. Mình dùng cái, thật ra thì anh chị không có dùng cái chữ rằng là hãy dùng cái ảnh hưởng của mình với đám đông, bởi vì như vậy nó cũng đâu đó nó áp đặt và nó có vẻ như nó lèo lái. Nhưng mà mình chia sẻ những cái gì mà lương tâm mình cảm thấy đúng đắn, và mình hướng những cái người yêu mến mình cũng có cùng một cái mối quan tâm giống như mình, thì đó là một cái điều tốt, đó là cái điều mà anh chị còn mong mỏi và luôn luôn kêu gọi đối với những cái anh chị em mà ca nhạc sĩ cộng tác với bất kỳ trung tâm nào. Nếu mà còn cái lương tâm thì còn cái lương tâm là phải lên tiếng thôi. Cho nên cái việc mà các anh chị chia sẻ với anh chị về những cái gì 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 đó, thì sự thật, nói thật với các anh chị là anh chị không có bận lòng, bởi vì nội một cái chuyện họ làm được với cái dàn ca nhạc sĩ của họ là cũng là cái điều đáng nể rồi đó. Phải như vậy chứ. Chứ làm sao mà có thể mà hưởng thụ, mà vui chơi, mà ca hát trong khi cái hiện tình đất nước của mình nó bi thảm như vậy. Nó bi thảm như vậy rồi rồi. Ở ngoài này thì các anh chị thấy đồng bào hải ngoại người ta cũng đi làm cày bừa cực khổ vậy. Phải không? Mà người ta ki góp từng đồng để mà người ta đóng góp vào cái công cuộc chung, người ta yểm trợ cho cái phong trào đấu tranh tại quốc nội. Thì các anh chị thử nghĩ rằng là những cái người ca nhạc sĩ nỡ lòng nào mà bày bày trò làm show để mà ăn tiền của người hải ngoại, xong rồi vẫn kêu là vẫn bình chân như vậy, thậm chí là vẫn ngậm tâm như hến, không có một cái bày tỏ gì hết, rồi lại còn chạy về mà cộng tác với cái nhà cầm quyền cộng sản, tiếp tay cho họ một cách ngu xuẩn, không phân biệt được đâu là những cái nghị quyết, nghị định mà cái đảng cộng sản nó ấp ủ để mà nó dùng mình giống như những cái con cờ để mà thực hiện những cái mưu đồ, ví dụ như xâm nhập vào cái đời sống của cộng đồng người Việt tại hải ngoại, đại khái như vậy. Hôm nay á, các anh chị hỏi anh chị có chủ đề gì, thì thú thật với các anh chị là anh chị được một vài bạn thăm viếng hỏi han mấy ngày hôm nay và bảo rằng là chị ơi, tại sao mà chị cứ suốt ngày mà nói chuyện chính trị rồi mệt đầu quá, căng thẳng quá, thôi nghỉ nói chuyện chính trị một bữa đi. Các anh chị có nhớ cái hôm mà anh chị đi ra biển, đại khái anh chị đang đi chơi ở dưới miền Nam, rồi anh chị cũng livestream với các anh chị coi phố phường, những cái di tích lịch sử, rồi biển, rồi đại khái là anh chị cũng có một hai lần gì đó làm livestream cho các anh chị thấy trong cái chuyến đi của mình. Có bạn nói tại sao mà cái gì chị cũng lồng chính trị vào trong đó, cái gì chị cũng là gần như chẳng còn được học lịch sử nữa đâu. Thì trong cái trí nhớ còn sót lại của anh Chi ở cái tuổi thơ mà đi học lịch sử dưới cái mái trường xã hội chủ nghĩa đó, thì tất cả những cái gì mà nó liên quan tới triều đại nhà Nguyễn đó đều là xấu xí, đều là xấu xa, đều là tồi bại, đều là tàn ác, đều là, tức là cái triều đại phong kiến nhà Nguyễn là một cái triều đại rất là tệ hại. Chính vì cái điều đó mà nó dẫn đến một cái đất nước Việt Nam suy cùng, suy kiệt, tàn tạ. Để rồi từ đó đó, cái đảng Cộng sản xuất hiện như là một cái ánh dương, như là một cái cứu cánh cho cả cái dân tộc này. Đó là trong cái trí nhớ của anh chị ha. Được học lịch sử dưới cái mái trường xã hội chủ nghĩa, anh chị học như vậy.
Thật ra khi mà anh Chi học về cái vị vua cuối cùng á, của Việt Nam á, vị vua cuối cùng kêu là vị hoàng đế cuối cùng của cái triều đại Nguyễn, đó là ông vua Bảo Đại đó, thì cũng là một cái ông vua với một cái hình tượng trời ơi nó tồi tệ, nó tồi tệ không còn cái gì tồi tệ hơn hết đó. Cảm ơn anh Cường Ngọc, Cường Vũ. Hoàng hậu Nam Phương á, khi mà lấy vua Bảo Đại đó, thì các anh chị thấy rằng là đây là lần đầu tiên ha, một cái người nữ nhân mà gọi là theo một cái đạo, đạo Công giáo. Đạo Công giáo là cái đạo được du nhập vào Việt Nam mình khoảng năm 1858, nếu anh chị nhớ không lầm. Thì bà theo đạo Công giáo và bà là cái người coi như là vị vua Bảo Đại. Các anh chị phải thấy ha, có những cái chi tiết mà người ta không có nói, hoặc là người ta cố tình người ta bẻ cong bẻ cớn đi, nhưng mà các anh chị thấy là một cái vị vua, vua là thiên tử chứ gì, một cái vị vua, dẫu gì một cái vị vua hồi giờ các anh chị nhìn trong mấy ngàn năm lịch sử của mình, vị vua là con trời, là thiên tử, là thế này thế kia, thì các anh chị đã thấy trong một cái truyền thống của cái triều đại Nguyễn, có bà nào được phong hoàng hậu, có bà nào mà theo đạo Công giáo, một cái đạo của ngoại quốc không? Nhưng mà vua Bảo Đại đó, khi mà gặp hoàng hậu Nam Phương đó, ông rất là yêu thương bà và ông đồng ý làm lễ cưới với bà ở trong tòa thánh Vatican theo cái nghi thức Công giáo, và đồng ý với bà trong cái chuyện rằng là chỉ có một chồng một vợ mà thôi. Tại vì ông, nếu ông không đồng ý cái điều kiện đó thì Nam Phương không có lấy ông. Điều này anh chỉ có đọc được, anh chỉ có đọc thấy rằng là khi mà một cái vị quan hình như toàn quyền của Pháp hay là đại khái là một cái vị tướng gì của Pháp giới thiệu bà cho ông vua Bảo Đại, thì ông vua Bảo Đại ưng ngay, bởi vì bà là một cái người đẹp, sang cả, lại là một cái người có trình độ Tây học, cũng cùng kêu là cùng cái niveau, cùng cái gì đó với vua, không phải chỉ về vấn đề đẹp không, mà về trình độ học vấn, về kêu là tâm hồn, về hiểu biết. Chính vì vậy mà vua Bảo Đại đồng ý làm hôn lễ với bà, cử hành hôn lễ với bà theo nghi thức Công giáo, làm lễ cưới tại tòa thánh Vatican, và đồng ý cái nguyên tắc là một vợ một chồng. Các anh chị có thấy có một ông vua nào trong cái triều đại phong kiến mà chấp nhận những cái điều khoản đó không? Bây giờ mình nói tới một cái người đàn ông, một cái người đàn ông bình thường thôi á, dĩ nhiên cái thời bây giờ, nhưng mà còn cái thời ngày xưa, một ông có vợ cả, vợ vợ nhì, vợ ba, vợ bé, vợ lẻ là cái chuyện cũng khá là bình thường trong cái xã hội phong kiến ngày trước. Đúng không? Huống chi là một ông vua năm thê bảy thiếp, tam cung lục viện, ví dụ như vậy, thì một ông vua mà có cả ngai vàng, có cả thiên hạ trong tay mình, yêu thương một cái người phụ nữ, đồng ý kết hôn với bà theo cái luật văn minh và cái luật của Thiên Chúa, một chồng một vợ, chỉ cho đến khi mà chồng vợ của mình qua đời thôi. Thì các anh chị thấy nội cái chi tiết đó thôi nó cũng nói lên cái điều gì ở cái con người ông vua Bảo Đại. Nhưng mà các anh chị biết rằng sách vở được viết lại bởi bên thắng cuộc á, họ có viết theo cái tinh thần đó đâu. Trong khi mình á là cái người đời sau rồi, là cái người của thế kỷ 21 rồi, thì khi mà mình nhìn nhận một cái vấn đề, mình dùng cái não của mình, dù cho cái não của mình nó bé bằng trái nho hay là trái cóc, thì mình cũng cũng phải suy nghĩ theo cái khả năng hạn hẹp của mình chứ. Tất cả những cái hình ảnh đó mà anh Chi đọc được về ông Bảo Đại đó, hồi nhỏ mình học về ổng đã tồi tệ, đã xấu xa rồi. Sau này khi mà mình lớn lên mà mình quan tâm hơn á về lịch sử, mình tìm, mình đọc những cái tài liệu á, thì các anh chị biết rằng cái bọn đĩ bút, bồi bút, lều báo đó, nó cũng viết theo một cái luận điệu như vậy.
Mà anh Chi cảm thấy rất là tức giận khi mà cố vấn Vĩnh Thụy, anh chị thấy họ viết về vua Bảo Đại đó, ít ra đó thì cũng phải gọi hoàng đế cuối cùng của Việt Nam hay vua Bảo Đại hay như thế nào phải không? Tại vì dầu gì đi chăng nữa thì nó cũng là lịch sử mà. Còn cái chuyện mình thích hay không thích, giống như bây giờ anh Chi nói ví dụ thôi nha, thích hay không thích ông vua Louis 14 của Pháp thì cũng vẫn phải là ông vua Louis thứ 14 của Pháp. Chứ đâu thể nào anh Chi kêu thằng Louis 14 được. Hay là kêu cái ông gì đó đó, kêu tên cái tên cũ của người ta ra được. Chứ mà các anh chị thấy, các anh chị đa phần khi các anh chị lên trên Internet á, mà các anh chị gõ vô là Hoàng hậu Nam Phương và cái vị hoàng đế cuối cùng của Việt Nam chẳng hạn, các vị sẽ thấy rằng là họ viết rằng là cố vấn Vĩnh Thụy, kêu tên cúng cơm tên cái tên cũ người ta ra như vậy, gọi là cố vấn Vĩnh Thụy. Anh chỉ thấy đó là một cái hành động, một cái việc làm rất là sức lão với tiền nhân. Tại vì nói thật với các anh chị đó, cái lịch sử ngày hôm nay mà chúng ta đang có đó, nó được bẻ cong, nó được viết lại bởi cái bên được cho là thắng cuộc. Và khi như vậy họ viết như thế nào chỉ có, thì đã bảo là bên thắng cuộc nó viết lịch sử, thì các anh chị nghĩ mà gặp cái bên thắng cuộc là cái bên mà vô học, vô thần là cái bên mà nó không phải là người, thì các anh chị nghĩ rằng là nó sẽ tôn trọng lịch sử như thế nào? Ví dụ như anh chị được biết á, bởi vì anh chị đọc những cái tài liệu của Pháp chẳng hạn, thì khi đó họ viết về cái vị kêu là hoàng đế cuối cùng của Việt Nam đi, là ông vua Bảo Đại. Họ viết rằng á, mặc dù đó ông là một thanh niên được nhà nước Pháp nuôi dưỡng từ bé, được nhà nước Pháp kêu là nuôi dạy á, từ bé đến lớn theo cái tiêu chí của thực dân, kiểu như là các anh chị biết rằng là khi mà người Pháp họ vào Việt Nam mình, họ đô hộ, họ họ thiết lập cái chế độ thực dân á, thì những cái ông vua của mình á, họ cũng tìm cách họ manipulate, có nghĩa là họ họ lèo lái, họ dẫn dắt, và họ thường bắt những cái vị hoàng tử nhỏ đó kêu là cho đi học ở bên Tây ha, dung dưỡng nuôi dưỡng ở bên Tây. Thực tế là cái gì? Là họ đào tạo một cái ông vua lớn lên theo cái hướng họ muốn, để làm gì? Để họ vẫn có thể tiếp tục áp đặt cái chế độ thực dân để họ cai trị mình. Thì ông vua Bảo Đại cũng vậy, ông vua Bảo Đại cũng được nhà nước Pháp đem qua bên Tây từ nhỏ, rồi cũng nuôi dưỡng ông, hướng ông, giáo dục ông theo cái kiểu mà người Pháp họ đã có tính toán. Nhưng mà các anh chị thấy rằng á, một cái con người mà họ còn ý thức được họ là người dân Việt Nam, họ là con dân của Việt Nam, thì các anh chị xem á, cái hồn thiêng sông núi của Việt Nam đó, nó vẫn ở trong cái dòng máu đó. Bởi vì khi anh chị đọc thấy rằng á, Hoàng đế Bảo Đại đó, tuy rằng là được nhà nước Pháp nuôi dưỡng từ nhỏ chí lớn ha, ảnh hưởng cái lối giáo dục, cái tư tưởng, cái mentality kêu là cái gì hả, kêu là cái tư tưởng hả, đại khái là ông rất là Tây, ông một cái người bình thường, học Tây học, ông có một cái lối sống, cái cách suy nghĩ ông cũng rất là Tây. Tuy nhiên á, theo những cái gì mà anh chị đọc được đó, thì anh chị thấy rằng cái khuynh hướng của ông vua Bảo Đại đó, cái khuynh hướng của ông vua Bảo Đại là ông biết rằng là cái thế mạnh của Việt Nam, cái sức nước của Việt Nam nó không đủ ở trong cái thời điểm hiện tại lúc đó đó, cái đất nước Việt Nam của mình không không đủ sức để mà chống chọi hay là để mà giành lấy độc lập trước cái sự cai trị của thực dân, cũng nói móc nói mỉa rồi đá xéo đảng cầm quyền, đại khái như vậy, nghe nó mệt mỏi lắm, mà đi chơi thì relax đi cho nó vui vẻ, đại khái như vậy.
Thì em muốn rằng là đừng nói chuyện chính trị nữa. Thế thì ngày hôm nay mình không nói chuyện chính trị nữa, nhưng mà mình không chính trị thì mình nói chính em. Mến chào tất cả các anh chị vừa mới vào ha ha. Một lần nữa anh chị tổng chào cả nhà Facebook. Thì bây giờ vậy, trước khi mình nói chuyện chính em á, thì để anh chị tường thuật lại sơ sơ một chút trong cái chuyến đi viếng mộ của Nam Phương Hoàng hậu. Bởi vì có những cái em nhỏ và thậm chí có cái chị đó hả, bà Bảy bán bánh mì đó, có vào comment hỏi Nam Phương Hoàng hậu là ai, quan hệ thế nào với vua Bảo Đại, hay là đại khái là chỉ là một cái người không có cái cơ hội, không có cái cơ hội hay không có cái dịp, không có cái điều kiện để mà tìm hiểu tiếp xúc với lịch sử. Chị tự nhận mình là một cái người thua thiệt. Bà Bảy bán bánh mì là một cái người anh chị rất là quý mến ha các anh chị. Bà Bảy bán bánh mì là một cái người mà theo dõi cái livestream khôi phục tâm thức Việt của anh chị từ những cái số đầu tiên hết á. Và cái lúc đầu với cái kiểu chân chất thật thà của một cái chị bình dân lao động, lúc đầu anh chị cũng hơi hơi bị sững sờ một chút trước một vài cái câu hỏi của chị đó, nhưng mà về sau, càng về sau thì anh chị càng quý mến chị và rất là mến chị ha. Livestream nào cũng mong có mặt của chị Bảy, mặc dù là một cái người lao động bình dân, ít học, viết chính tả sai lên sai xuống, nhưng mà khi mà các anh chị đọc những cái comment của chị Bảy đó thì các anh chị sẽ thấy cái tâm tình của một cái người mà thuộc về cái đất nước đó, luôn có cái quê hương, cái tổ quốc, cái đồng bào ở trong tim, thì các anh chị sẽ thấy cái sai chính tả của chị Bảy bán bánh mì đó nó khác hoàn toàn so với cái sai chính tả của những cái em tay sai làm việc cho ban tuyên láo. Thì anh chị còn nhớ cái kỷ niệm đầu tiên hết, cái dấu ấn đầu tiên hết á, mà nó làm cho anh chị hồi mặt kia, có nghĩa là nó làm cho anh chị chú ý tới cái chị Bảy bán bánh mì này á, cái dấu ấn đầu tiên á, đó là cái câu hỏi chị Bảy bán bánh mì hỏi anh chị: em có sửa mũi không? Em có độn cằm không, hay em có sửa mũi gì không? Đó là cái câu hỏi đầu tiên mà chị viết comment, chị viết bình luận một cách công khai. Thì đó là cái tại vì các anh chị biết, khi mà mình làm livestream, khi mà mình lên diễn đàn đó, thì ở trên này có một mình nói, nhưng mà thực ra thì comment bình luận rất nhiều, người nghe, người coi, người này kia rất là nhiều phải không? Thì làm sao mà mình có thể mình nhớ hết, mình kêu là cái gì, xài chữ Việt cộng, làm sao mà mình ấn tượng được hết, không phải 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 tức là làm sao mà mình biết hết, mình ghi nhớ hết mọi người được, chỉ có một những cái gì đó mà nó ấn tượng dữ lắm, ví dụ như đồng chí Tạ Biên Cương là lúc đó là rất là thường xuyên vào để mà tranh luận lý lẽ, tại vì thấy anh Chi là một người mới, nghĩ rằng là bản lĩnh chính trị còn kém cỏi, thành ra vào đây tranh luận với anh Chi bằng những cái luận điệu. Nhưng mà anh chị thừa nhận với họ ngay từ đầu, anh chị là một cái người lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, thành ra cái kiến thức của anh chị rất là bọc bèo. Tuy nhiên cái diễn đàn là một cái sân chơi, một cái cơ hội để mà tất cả những cái anh chị em, cô dì chú bác, những cái người mà nhiều kiến thức hơn anh chị tham gia để giúp cho anh chị học hỏi thêm đó. Thì lúc đó Tạ Biên Cương, Huỳnh Thanh Phong, rồi Dương Vi, rồi nhiều lắm các cái bạn bên bên tuyên láo vào gọi là tấn công anh Chi bằng luận điệu chứ không phải bằng chửi bới. Thì anh Chi luôn luôn có những cái cô dì chú bác giúp đỡ anh Chi vậy. Thì cái điều mà nó làm cho anh Chi ghi nhớ chị Bảy bán bánh mì là chị Bảy hỏi anh Chi có sửa mũi không. Cái anh Chi còn nhớ rằng là anh Chi trả lời chị cũng bình thường thôi. Anh Chi gửi cho chị xem hình gia đình mình, bố mình, rồi con cái, nói bố em cũng sửa mũi, con em cũng sửa mũi, rồi cười hi 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 vậy đó. Mà bắt đầu từ đó là mình để ý một cái người khán giả ở trên cái diễn đàn của mình. Nhưng mà các anh chị biết là càng về sau anh chị càng rất là mến chị Bảy bán bánh mì, chị Bảy bán bánh mì rồi. Tại sao
dông dài một chút để kể cho các anh chị nghe rằng là những cái đối tượng tham gia diễn đàn của mình nó rất là phong phú các anh chị, nó phong phú lắm, mình có đủ mọi thành phần hết á. Và trong một cái xã hội nó phải là như vậy hả, mình không có giống như ai mà mình phân biệt hả? Đảng viên chơi với đảng viên không phải vậy. Thì hôm rồi chị có thắc mắc về Hoàng hậu Nam Phương, khi mà anh chị có đi đến viếng mộ của Hoàng hậu Nam Phương tại cái làng Chabrignac, miền nam nước Pháp, cách Paris khoảng 470 cây số, đi về hướng nam. Anh chị đi viếng mộ của bà, khi mà anh chị đến nơi thì nó cũng là 7 giờ mấy 8 giờ tối rồi, làng xã rồi đường phố vắng hoe hết, không còn ai hết. Thì anh chị bứt mấy cái bông hoa người ta trồng ở hàng rào ven đường rồi vậy đó, anh chị bứt tạm vài cái bông hoa đến viếng thăm mộ bà. Thì bà là con gái của một cái ông, một cái người, một cái gia đình có đạo và gọi là một cái gia đình kêu là cái gì hả? Một cái gia đình gọi là một cái gia đình địa chủ hay là một cái gia đình rất là giàu có, gia đình công giáo. Thì Hoàng hậu Nam Phương là cháu ngoại của ông huyện sĩ. Ủa, cô bé bán bánh mì cũng có hỏi chị anh chị có sửa mũi không hả? Cái này chị không nhớ nha. Cô bé bán bánh mì thì dễ thương lắm. Cô bé bán bánh mì thì hay hỏi chị về về thơ, về nhạc, về này về kia. Nhưng mà anh chị ấn tượng là chị Bảy bán bánh mì là hỏi anh chị sửa mũi với độn cằm không? Anh chị tức cười quá chừng luôn. Thôi, để quay trở lại, mình nói, mình sơ lược qua một chút xíu thôi về Hoàng hậu Nam Phương. Thì Hoàng hậu Nam Phương là con của ông Nguyễn Hữu Hào và cháu của ông huyện sĩ đó. Ông huyện sĩ là cái người mà xây cái nhà thờ huyện sĩ ở ngay cái đường Bùi Thị Xuân ở trong quận Nhất á, ở Sài Gòn đó ha. Thì bà là con gái của một cái gia đình giàu có, danh gia, rất là sùng đạo. Bà được gửi đi học bên Pháp từ nhỏ, bà học trong Couvent des Oiseaux, học với các bà sơ, rồi đại khái là một cái người rất là ngoan đạo. Thì khi mà bà về á, thì bà được hình như quan toàn quyền Pháp hay cái gì, anh chị quên rồi, giới thiệu bà với ông Bảo Đại. Các anh chị biết là ông vua Bảo Đại là cái vị hoàng đế cuối cùng của Việt Nam. Ông Nguyễn Hữu Hào là một trong ba người giàu có nhất Nam Bộ, gọi là ông Phú Hào hả? Dạ, cảm ơn ha. Những cái anh chị, cô chú bác nào mà có hiểu biết về cái kiến thức lịch sử thì xin chia sẻ lên đây để cho bà con trên diễn đàn được đọc. Anh chị cũng có đây nhưng mà sợ đọc mất thời gian. Thì khi mà bà lấy ông Bảo Đại đó, vua Bảo Đại, để các anh chị biết rằng là hình như là trong cái triều đại nhà Nguyễn, 9 đời chúa, 13 đời vua, không biết anh chị nhớ có đúng không? Thì Nam Phương là, Hoàng hậu Nam Phương là cái người duy nhất được phong cái tước Hoàng hậu. Bởi vì nếu chị nhớ không lầm là trong bao nhiêu đời chúa, bao nhiêu đời vua của cái triều đại cuối cùng nhà Nguyễn đó, thì không có một bà nào cũng được phong là thứ phi là gì gì đó, chứ không có bà nào được phong là hoàng hậu đâu. Thì Nam Phương á, là cái người duy nhất được ông vua Bảo Đại gọi là phá rào, kêu là vượt qua những cái phong tục tập quán trong cái dòng tộc của ông. Vua Bảo Đại lần đầu tiên sắc phong cho Nam Phương làm hoàng hậu, gọi là vợ chính thức, là vợ chính đó, là chánh cung đó, là vợ cả rồi, cái tức là phong cho bà cái tước là hoàng hậu. Chứ trước tới giờ trong những cái triều đại trước của triều nhà Nguyễn thì không có hoàng hậu, thì coi như bà là cái vị hoàng hậu đầu tiên mà cũng là cuối cùng của cái xứ An Nam, của cái đất nước Việt Nam, nhưng mà là cái hoàng hậu đầu tiên của trong cái triều đại
nhà Nguyễn. Thì các anh chị biết rằng là khi mà anh chị đọc nhiều về cái triều đại nhà Nguyễn đó, với cái trình độ kiến thức rất là hạn hẹp của mình đó, bởi vì các anh chị biết rằng là dưới cái mái trường xã hội chủ nghĩa đó, thì người ta không có dạy cho mình lịch sử nhiều ha. Người ta cái thời của anh chị là còn đỡ lắm đó. Thời của anh chị là còn được học lịch sử, mặc dù là sơ sài bọt bèo thôi nhưng mà cũng còn được học, còn hơn là cái đời con cháu của anh chị bây giờ. Và ông biết rằng á, là một cái nước nhỏ yếu thế đủ mọi mặt hết á, thì chỉ có phải liên minh hay là phải dựa vào một cái nước lớn. Tuy nhiên rằng là, dạ cảm ơn cái chữ tư duy. Tuy nhiên là cái ý thức để mà gìn giữ cái bản sắc văn hóa của dân tộc, hay là cái sự tồn vong của một cái dân tộc, nó cái đó là quan trọng. Cái chuyện độc lập đó ở cái thời điểm này có thể mình chưa có làm được, bởi vì mình không đủ sức để mình làm được cái chuyện đó. Mà mình dựa vô cường quốc nào thì cũng vậy thôi, bởi vì ở tại cái thời điểm đó, đó là các anh chị biết cái chế độ mà thực dân đô hộ nó đang là một cái trào lưu. Đâu phải chỉ có mình nước Pháp đi đánh chiếm những cái đất nước khác để mà đô hộ, để mà áp chế áp dụng cái chế độ thực dân. Đâu phải chỉ có mình nước Pháp đâu, nước Anh cũng vậy, phải không? Nước Anh trong đó mình có Pháp, mình có Anh, mình có Tây Ban Nha, mình có Bồ Đào Nha và mình có nước Đức. Họ chủ trương bành trướng để mà đi tìm những cái vùng đất họ họ đi đi chiếm lấy, họ dùng cái ảnh hưởng của họ họ chiếm lấy, họ đô hộ, họ áp đặt cái chính sách thực dân để họ lấy tài nguyên của những cái xứ họ đô hộ đem về phục vụ cho mẫu quốc. Thì ở cái thời điểm đó trong quá khứ đó, đó là một cái trào lưu. Thì các anh chị thấy người Anh họ có rất nhiều thuộc địa, người Pháp cũng thế, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha cũng vậy ha. Brazil nó là tại sao Brazil họ nói tiếng Bồ Đào Nha, họ từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha phải không? Nước Đức thì họ có Thổ Nhĩ Kỳ, nước Đức là cái nước mà ít thuộc địa nhất, nước Mỹ là không có thôi phải không? Thì các anh chị thấy nó trong cái trào lưu chung của thế giới nó là như vậy. Thì cái vị vua Bảo Đại của mình á, ông mới định rằng dựa vào cái sức mạnh của một cái xứ sở to lớn, mạnh mẽ và văn minh, thì rõ ràng các anh chị thấy khi mà cái người Pháp họ đô hộ mình 100 năm, họ đem đến cho cái dân tộc Việt Nam của mình á, những cái ánh sáng như thế nào. 100 năm người Pháp họ đô hộ Việt Nam mình là 100 năm người Việt Nam của chúng ta có cái cơ hội tiếp cận với một cái nền văn minh, đến cái ánh sáng văn minh hiện đại. Cái điều đó là cái điều chúng ta không thể phủ nhận được. Bây giờ chúng ta có ghét thực dân Pháp như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta phải thừa nhận trong 100 năm thực dân Pháp đô hộ chúng ta đã có cái cơ hội tiếp cận với cái ánh sáng văn minh của nhân loại. Cho nên khi mà mình càng đọc á, thì mình thấy cái khuynh hướng của vua Bảo Đại đó là ông muốn cái việc bị đô hộ là cái chuyện đã rồi phải không? Bởi vì mình không có cách gì mình chống lại cái chuyện đó, bởi vì cái thế, cái sức của người Việt chúng ta không có đủ. Tuy nhiên rằng là khôn khéo như thế nào để mà có thể đến một lúc nào đó giành lại được cái độc lập mà không cần phải đổ máu. Bởi vì ông biết rằng là cái trào lưu đó rồi nó cũng qua hà. Thì anh chị đọc và xem những cái thước phim tài liệu luôn mà người Pháp họ làm về vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu, thì anh chị mới thấy rằng, anh chị có một cái lời khuyên rằng hễ mà chúng ta đó muốn tìm hiểu về lịch sử nước nhà đó, thì xin thưa với các anh chị rằng là nên tìm hiểu bởi những cái nguồn tài liệu của nước ngoài. Chứ còn anh chị đọc ngay cả những cái tài liệu của những cái người viết từ hải ngoại, đôi lúc anh chị vẫn cảm thấy giống như mình nhai trúng hạt sạn vậy đó.
Cho nên nói thật là khi mà mình, bởi vì bên này trời sách báo nó đầy ra, người ta cũng viết về cái vị hoàng đế cuối cùng của An Nam vậy, đúng không? Thì khi mình đọc thì mình thấy họ viết về vua Hàm Nghi, họ viết về vua Duy Tân, họ viết về vua Bảo Đại của chúng ta đó, với một cái cách nhìn khác à. Chứ nó không có chủ quan và thiển cận như người mình. Thật sự là như vậy. Thì ví dụ như ha, các anh chị thấy có rất là nhiều những cái đất nước ở trên thế giới bị đô hộ bởi thực dân Pháp, thực dân Anh và Bỉ ha. Bên châu Phi cũng có một vài nước là thuộc địa của Bỉ. Rồi dần dần các anh chị thấy người ta cũng lấy lại được cái độc lập của người ta theo cái trào lưu. Bởi vì đó, những cái đất nước bên này nè, Pháp, Anh, Mỹ, Bỉ, Đức, Hỏa Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha rồi đó, họ là những cái đất nước xét về cái văn minh nhân loại, họ đi trước chúng ta nhiều lắm. Thì các anh chị thấy những cái thay đổi về về các cái chế độ trong cái xã hội của họ cũng vậy, họ thay đổi cũng nhiều hơn mình ha. Cái xuất nguồn từ cái thời tiền sử thì họ cũng như mình, rồi tới cái cấp độ tiến hóa cũng vậy, nó cũng trải qua các cái thời kỳ đồ này đồ kia đồ nọ, rồi sau đó là tới cái chế độ nô lệ, rồi tới cái chế độ quân chủ phong kiến, rồi tới cái chế độ tư bản, rồi đại khái như vậy. Hiện tại đó thì các cái xứ mà phát triển phương Tây họ đang dừng ở cái chế độ tư bản, còn cái đất nước Việt Nam của chúng ta từ cái chế độ phong kiến nó nhảy vọt lên cái chế độ xã hội chủ nghĩa, nó bỏ qua cái bước tư bản. Thì các anh chị thấy nếu mà nói về cái sự tiến hóa của con người và của cái xã hội loài người thì ở Tây phương họ cũng như mình ha, họ cũng có những cái trình tự tiến hóa như vậy. Nhưng mà các anh chị thấy cái diễn biến trong cái xã hội của họ và những cái bước tiến hóa của họ, họ bước một bước dài lắm mà so với lại cái Á Châu của chúng ta và đặc biệt là so với Việt Nam chúng ta. Bởi vậy đó, khi mà cái trào lưu của thế giới người ta bùng nổ cái chuyện mà đi đánh chiếm, đi tìm kiếm những cái vùng đất mới, rồi đi làm cái kêu là đi áp đặt cái chế độ thực dân để mà đô hộ, để mà thế này kia, rồi cuối cùng cái trào lưu đó nó cũng qua đi, cái trào lưu đó nó cũng qua đi, và các anh chị thấy là dần dần sau một thời gian cái rồi thôi cũng trao trả cho mày độc lập. Mà mình nói cái chữ trao trả đó là mình nói một cách kêu là trên cái tinh thần gọi là văn minh tiến bộ, chứ sự thật ra bây giờ trả không trả thì nó cũng vậy. Mà các anh chị biết rằng khi mà người ta đô hộ mình á, có ai bị mất đi cái bản sắc của dân tộc không? Ví dụ như các anh chị thấy cái nước Anh á, người ta đô hộ Ấn Độ hay là người ta đô hộ Hồng Kông đi, các anh chị thấy đất nước Ấn Độ nó có bị mất đi cái bản sắc dân tộc của nó không? Hay Hồng Kông có không? Người Hồng Kông người ta vẫn đi chùa, người ta vẫn có những cái phong tục tập quán của họ. Rồi bây giờ nói xa hơn nữa, ngay tại cái thời điểm hiện tại đây nè, bây giờ nè, năm 2018, còn rất nhiều những cái nước thuộc Pháp, còn rất nhiều những cái nước gọi là thuộc Liên Hiệp Pháp. Bây giờ chúng ta vẫn có những cái nước thuộc Liên Hiệp Anh và chúng ta vẫn có những cái nước thuộc Liên Hiệp Pháp ở cái thời điểm hiện tại bây giờ năm 2018. Nhưng mà các anh chị dòm xung quanh những cái nước Liên Hiệp Pháp ở đây thuộc địa Pháp đó, nói trắng ra là như vậy, có nước nào mà muốn đòi độc lập, có nước nào mà muốn ra khỏi cái khối Liên Hiệp Pháp không? Anh chị xin thưa với các anh chị là không hề, không hề có luôn. Thậm chí mà lâu lâu á, mà có vài thằng mà lê ngoe lên mà tự dưng mà đòi giành độc lập là dân quýnh cho chết, nó đâu có ngu gì các anh chị. Bây giờ nằm trong cái khối Liên Hiệp Pháp hoặc là thuộc địa của Pháp, trời, dân xứ muốn chết. Tại sao dân xứ muốn chết? Tại vì được cái xứ Pháp nó bảo hộ, được hưởng những cái chính sách của nhà nước Pháp, có trợ cấp, có bảo hiểm xã hội, có y tế xã hội, có giáo dục, có, tức là họ có mọi thứ hết trơn theo cái tiêu chuẩn của nhà nước Pháp. Họ sướng quá à.
mà họ vẫn nói cái tiếng của họ, họ vẫn sống theo cái kiểu của họ, mặc dù họ có cái ngôn ngữ Pháp là cái ngôn ngữ hành chánh được học ở trong trường, nhưng mà bình thường họ vẫn nói cái tiếng thổ ngữ của họ, họ họ vẫn phải có những cái giờ học tiếng thổ ngữ của họ, những cái bản sắc văn hóa của họ nó chẳng mất đi đâu cả, họ vẫn sống như vậy trăm năm này qua trăm năm kia. Mà ngược lại, giáo dục, y tế, hành chánh, các cái phúc lợi an sinh xã hội họ đều được hưởng theo cái quy chế của nhà nước Pháp. Trời, dân nó sướng muốn chết. Bây giờ các anh chị mà thử đi qua những cái đảo ví dụ như là Nouvelle-Calédonie hay là những cái đảo mà thuộc thuộc địa Pháp đó. Bây giờ vẫn là những cái đảo thuộc Pháp, những cái nước thuộc Pháp. Các anh chị thử hỏi cái có ai mà muốn giành độc lập đâu. Lâu lâu cái tự dưng có một hai thành phần nổi hứng nhào 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 lên đòi độc lập, đòi độc lập, chưa cần tới quân đội hay cảnh sát nữa. Mẹ ơi, dân không nó quánh không cũng đủ chết rồi. Mày điên hả? Đang